Người đàn ông này vừa bước ra ngoài cửa, người hậu liền tán loạn đi tìm giày cho ông ta. Lúc này đột nhiên có một cô bé ôm đôi giày chạy tới. Cô bé nói rằng mình sợ ướt giày nên mới chạy như vậy. Lão Wang nhìn một lúc rồi hỏi cô bé là ai. Cô bé quỳ dưới màn mưa rồi cầu xin ông hãy giữ mình lại. Hôm nay trời quang mây tạnh, cô bé đến lều riêng của lão Wang. Nhìn những người lính huấn luyện mệt nhọc, Ji Won liền bê trà đến chỗ họ. Lão Wang đứng trên cao đã nhìn được hết cảnh này. Trong khi ở doanh trại của lão Wang, Ji Won đã học được skill bắn cung đỉnh cao. Ji Won bây giờ đã lớn và mang theo quân lính của lão Wang đi làm nhiệm vụ. Lão Wang chưa từng hài lòng với chức danh của mình. Ông lúc nào cũng có tham vọng được lên vị trí cao hơn là trở thành vua của Cao Ly. Mà suy nghĩ này của lão Wang đã bị thế tử nhìn thấu. Thế tử cho người đi theo dõi điều tra kỹ lưỡng vụ này. Thế là Seung Niang được phái đi tiếp cận thế tử. Seung Niang không hề biết rằng đối phương chính là thế tử. Rất nhanh hai người đã thân thiết không khác gì huynh đệ. Vào một đêm trước khi thực hiện chiến dịch bí mật, một tên thần bí đã nhờ sứ giả hẹn thế tử đến điểm giao dịch để thế tử nhân cơ hội này lật đổ vua Cao Ly. Nhưng khi sứ giả vừa nói liền bị một mũi tên đâm trúng ngực. Điều này cho thấy bên cạnh thế tử và vua Cao Ly đều có nội gián. Lão Wang bảo Seung Niang nãy thông báo với thế tử một địa điểm giấu muối giả, còn ông sẽ ở đó đợi đến khi thế tử đến nơi cho quân lính sát hại thế tử, sau đó sẽ vu cáo thế tử bán muối lậu. Nhưng điều khiến mọi người bất ngờ là thế tử đã không tới địa điểm giấu muối lậu đó, mà thế tử đi thẳng đến nơi Seung Niang đang giao dịch muối. Hóa ra người bí mật đó đã gửi tin mật cho thế tử. Cũng vì thế Seung Niang đã bị bắt giam. Seung Niang bị bắt muối thì bị giam giữ khiến lão Wang không khỏi kích động. Chỉ có Seung Niang và quan phủ biết về kế hoạch này. Quan phủ tố cáo Seung Niang chính là kẻ phản bội, nhưng lão Wang nào có tin, bởi vì Seung Niang đã lớn lên từ nhỏ với ông. Quan phủ bảo vậy thì ngài cứ thử xem sao. Vậy là họ đã sắp xếp gián điệp bên cạnh thế tử. Hắn đưa cho Seung Niang một con dao để cô hạ gục thái tử. Seung Niang được đưa tới trước mặt thế tử. Thái tử bảo Seung Niang hãy nói ra địa chỉ giao dịch. Seung Niang lúc này đang mon men cắt đứt dây thừng, sau đó kề con dao vào cổ của thế tử ám chỉ anh đừng nói gì hết. Seung Niang kéo chiếc khăn trên đầu để lộ chiếc khăn màu xanh. Đây chính là ám hiệu của thái tử và kẻ bí ẩn. Hóa ra Seung Niang chính là kẻ bí mật đó, cũng có nghĩa là cô đã phản bội lão Wang, bởi vì trước kia mẹ của Seung Niang đã từng bị lão Wang bắt đi cống nạp. Seung Niang và thế tử đã cùng nhau diễn một vở kịch. Seung Niang đè thế tử ra, tên thuộc hạ thấy thế vào giải cứu. Lão Wang sớm đã nhận được thông tin này, ông không thể để Seung Niang ra đi như vậy được. Ông cho nội gián đến gặp Seung Niang và bảo cô nói ra địa điểm giao dịch, phần còn lại thì cứ để ông lo. Mọi hành tung của tên gián điệp đã bị thế tử trông thấy. Ngày hôm sau, Seung Niang nói ra địa chỉ giao dịch. Thế tử giả vờ tin và dẫn người về hướng được chỉ định. Tên nội gián tưởng rằng kế hoạch của mình đã thành công, nên đã chạy vào một góc cho chim bồ câu đi đưa thư mật. Nhưng ai ngờ chim đưa thư vừa được thả ra liền bị bắt chết. Thái tử liền ra tay với tên nội gián. Sau đó ngài lại gửi một bức thư khác cho lão Wang, nói rằng lực lượng của quan phủ không đủ và cần lão Wang trợ giúp. Thế tử ra lệnh cho người của mình tấn công tất cả mọi phía. Cả hai bên tưởng mình bị phục kích nên đã đánh đấm không kể thù ta. Hai bên gần như bị tiêu diệt thì thế tử cho người của mình ập ra. Một tên lính của thế tử bảo Seung Niang hãy lấy sổ sách buôn muối lậu của lão Wang. Seung Niang lao vào trong phủ của lão Wang nói rằng chính tên quan phủ là kẻ phản bội. Ông ta đã khiến toàn bộ quân đội bị tiêu diệt. Lão Wang còn chưa kịp phản ứng lại, Seung Niang nói rằng Tô sát viện đang cho người tới đây thu thập chứng cứ. Vương Wang mở ngăn bí mật và lấy ra sổ sách. Ông đột nhiên hỏi toàn quân bị tiêu diệt sao cô vẫn sống sót trở về. Seung Niang ngay lập tức quỳ xuống và nói mạng của cô thuộc về chủ nhân, dù có chết cũng phải chết dưới tay chủ nhân. Lúc này quân lính bên ngoài cửa đã hô to rằng Đô sát viện đang đến. Ông ta vừa sai người thông báo cho các quan lớn vào cung, vừa cho quân sĩ còn lại tập hợp để ngăn chặn thế tử, quyết không cho anh ta vào cung, dù có phải giết chết cũng được. Ông ta muốn phát động cuộc chiến cuối cùng trong ngai vàng. Vương Quang đến cung báo với vua rằng thế tử đã qua đời trong cuộc xung đột với quân lính vì buôn lậu muối. Vua bệnh nặng đã lâu và đã có ý định nhường ngôi, nhưng vẫn do dự giữa thế tử và em trai mình là Vương Quang. Giờ chỉ còn lại Vương Quang cùng với sự ủng hộ của các quan lớn, vua quyết định nhường ngôi. Tại phút cuối cùng khi công bố người kế vị, thế tử đột nhiên xuất hiện vượt qua hàng phòng vệ. Anh ta cầm bằng chứng chỉ trích Vương Quang buôn lậu muối. Mọi người đều sửng sốt. Vương Quang bước xuống bậc thềm và nói rằng lợi nhuận từ việc buôn lậu đã được dùng để cống nạp cho nhà Nguyên để bảo vệ Cao Ly, và quả quyết yêu cầu vua xử tử mình. Vua dĩ nhiên không làm vậy. Vương Quang có sức mạnh lớn và có sự hậu thuẫn của nhà Nguyên. Cuối cùng vua chọn giải pháp trung dung, tuyên bố thế tử kế vị và ra lệnh cuối cùng là tha bổng tất cả tội lỗi của Vương Quang. Vị đại nhân này thật là linh hoạt, một giây trước còn tranh giành ngai vàng với thế tử, giây tiếp theo lại nhường ngôi vị vua cho thế tử. Ông ta là người đầu tiên quay đầu lại và bái kiến vị vua mới. Vua mới thực sự rất ghét để hạn chế quyền lực của Vương Quang và phe của ông ta. Vua mới tổ chức bữa tiệc và ban hành 12 điều luật. Vương Quang dẫn đầu phản đối và các quan chức khác cũng đứng lên theo. Vua đập bàn, lực lượng cấm vệ quân ngay lập tức bao quanh bàn tiệc. Tiếp theo vua công bố kết quả điều tra gần đây về tội lỗi của các quan chức, đọc lên một loạt và nói rằng nếu ai chống lại lệnh cấm tội lỗi của họ sẽ không được tha bổng và sẽ bị xử lý theo luật. Các quan chức sợ hãi ngã xuống chỗ ngồi. Vương Quang không thể nuốt trôi sự nhục này. Và đúng lúc đó thế tử của nhà Nguyên sắp được phái đến Cao Ly. Thừa tướng quyền lực của nhà Nguyên gửi mật thư cho Vương Quang yêu cầu ông ta giải quyết thế tử. Vương Quang cười một cách xảo quyệt, nếu thế tử chết trên đất Cao Ly, vua ít nhất phải thoái vị để giải thích với nhà Nguyên.
Lúc này vua cũng đang lên kế hoạch bảo vệ thế tử của nước nhà Nguyên, giao cho tướng biên phòng mạnh mẽ là Gia Ô chỉ huy đội quân đến đón. Thế tử biết chuyến đi này có thể không quay trở lại, cảm thấy vô cùng tuyệt vọng và sợ hãi nên cố tình làm chậm tiến độ. Vừa vào Cao Ly, anh ta liền dùng lý do sức khỏe không tốt để dừng lại nghỉ ngơi. Ban đêm, anh cho người hầu mặc quần áo của mình, còn bản thân giả dạng làm lính để lén lút rời khỏi trại. Vừa ra khỏi lều, anh gặp tướng Bích An, người phụ trách hộ tống. Không nơi nào để trốn, anh ta đành chui vào một căn lều bất kỳ, và căn lều đó chính là của Seung Niang. Seung Niang từng phản bội Vương Quang trước đó, vì vậy cô đã lấy tên giả và gia nhập quân đội của Gia Ô. Khi phát hiện có người trong lều, cô đã lôi ra và định nhốt vào chuồng ngựa. Thế tử chưa bao giờ trải qua khổ cực như vậy, anh đã tiết lộ thân phận thực sự của mình cho Seung Niang. Nhưng Seung Niang không tin, một tay đẩy hắn vào đống phân ngựa. Thế tử thực sự tức giận phát tiết. Đến đêm khuya, Gia Ô đi kiểm tra trại, phát hiện đoàn hộ tống của nhà Nguyên đã biến mất không dấu vết. Khi ông đang thắc mắc, những tên cướp núi do Vương Quang sắp xếp đã tấn công trại. Họ nhanh chóng phá vỡ hàng phòng vệ, mục tiêu rõ ràng là hướng thẳng đến lều của thế tử. Seung Niang đến trước một bước, nhìn thấy người nằm trên giường là người hầu từng gặp trước đó. Cô bảo người hầu cởi bỏ quần áo của thế tử và chạy trốn nhanh chóng. Nhưng địch đến quá nhanh, người hầu vẫn bị giết chết trong lúc tưởng là thế tử. Nhiệm vụ hoàn thành, những tên cướp tan tác. Tướng Bích An, người phụ trách hộ tống, vào lều kiểm tra thi thể và sững sờ, đó không phải là thế tử, ông không thể báo cáo lại với thừa tướng. Seung Niang cũng thông báo cho Gia Ô rằng người chết không phải là thế tử. Cả hai bên đều bắt đầu tìm kiếm một cách bí mật. Tướng Bích An là người đầu tiên phát hiện ra thế tử, và Seung Niang cũng nhận ra rằng người đó chính là thế tử. Từ đêm qua, cô cũng chạy lại. Lúc này, thế tử đang cầu xin tướng Bích An tha mạng cho mình, biết rằng tất cả đều là mệnh lệnh của Vương Quang. Điều này khiến tướng Bích An rất khó xử. Ông yêu cầu thế tử trốn vào trong một cái hộp gỗ nhưng vẫn rút dao ra. Seung Niang cũng hướng mũi tên vào tướng Bích An. Đúng lúc này, có người đến truyền lệnh rằng vua Cao Ly đã đến. Tướng Bích An ngay lập tức thu dao, nhưng ông vẫn báo cáo với vua Cao Ly rằng thế tử đã chết và nhà Nguyên sẽ đòi hỏi trách nhiệm từ Cao Ly. Gia Ô nói rằng đó là xác chết giả mạo và thế tử vẫn sống. Vua muốn xem thi thể nhưng tướng Bích An không cho phép. Khi tình hình trở nên căng thẳng, phó tướng của Gia Ô kéo thế tử vào, khiến tướng Bích An không thể biện minh được nữa, và người Cao Ly tạm thời tránh được một tai họa. Vua hỏi Byung Su là ai đã tìm thấy thế tử. Byung Su nói dối rằng chính mình tìm thấy nhưng thực ra là Seung Niang. Byung Su muốn được công nhận nên đã đưa thế tử đến lều. Vua không biết sự thật nên nói sẽ ban thưởng cho Byung Su. Seung Niang đứng một bên nhìn thấy vua mới, biết rằng người mình đã giúp trước đây không phải là Đô Sát Viện mà là vua. Vua tự mình dẫn đoàn đưa thế tử an toàn đến Khai Kinh. Sau đó anh cũng ra lệnh cho Gia Ô tăng cường bảo vệ, không cho bất kỳ ai lại gần. Byung Su đang chờ đợi sự khen thưởng của vua nhưng người mà quan trọng tìm đến lại là Seung Niang. Hóa ra trong cuộc trò chuyện với thế tử, vua đã biết chính Seung Niang là người tìm thấy anh ta. Byung Su bị quan trong cổ trách và tức giận, quan trong dẫn Seung Niang đến gặp vua. Lúc này chưa ai biết Seung Niang là phụ nữ. Vua vì đã quen biết từ trước đã ôm Seung Niang, nghĩ rằng cậu em trai này thật là tài năng. Anh yêu cầu Seung Niang bảo vệ thế tử. Byung Su sau khi bị cổ trách đã chuyển sang phục vụ Vương Quang làm gián điệp, hy vọng được thăng chức tiến quân. Nhiệm vụ đầu tiên Vương Quang giao cho Byung Su là giết thế tử. Mặc dù Seung Niang luôn sát cánh bên cạnh thế tử nhưng luôn có sơ hở. Trong lúc Seung Niang đi tắm, Byung Su lẻn vào phòng ngủ, nghe thấy tiếng động, Seung Niang chạy vào. Seung Niang và người đàn ông giả danh sát thủ đã giao chiến quyết liệt. Cô đã làm thương tay của hắn và người đàn ông đó đã chạy trốn. Anh ta thoát ra ngoài, thay đổi trang phục và hòa mình vào đám vệ sĩ đến hỗ trợ. Hôm sau, quan lớn họ ghi tên là Gia Ô đã cử nhiều người đi tìm kiếm kẻ sát thủ nhưng chưa có kết quả. Sau khi ra lệnh cho quân đội, Gia Ô đã gọi Seung Niang riêng ra. Hóa ra ngày hôm trước sau khi tắm xong, Seung Niang vô tình làm rơi chiếc nhẫn của mẹ và chính Gia Ô đã nhặt được. Ông ta ngay lập tức nhận ra Seung Niang chính là đứa con mà mình đã tìm kiếm bấy lâu nay. Gia Ô muốn nhận Seung Niang làm con nhưng cô đã từ chối đề nghị này. Bởi vì nếu nhận nhau, Seung Niang sẽ phải công khai thân phận của mình, là con gái và là người phụ nữ trốn thoát khỏi nô lệ, điều này có thể làm ảnh hưởng đến Gia Ô. Vì vậy Seung Niang chỉ muốn giữ nguyên tình trạng hiện tại ở bên cạnh cha mình với tư cách là một vệ sĩ. Vụ ám sát lần nữa làm tăng cảm giác nguy hiểm của thế tử, anh yêu cầu Seung Niang dạy mình võ công. Và mối quan hệ giữa hai người càng ngày càng thân thiết đến mức thế tử nghi ngờ về giới tính của bản thân. Byung Su là người giỏi nịnh bợ, biết Vương Quang muốn nổi loạn liền gọi ông ta là chủ nhân. Vương Quang cười và nói chính ngươi sẽ dẫn đường cho đại thần nhà Nguyên giết thế tử. Nếu thành công ta sẽ phong ngươi làm tướng quân. Đêm đó Byung Su dẫn đội quân nhà Nguyên lén lút vượt biển tấn công trại. Gia Ô quyết tử chiến, Seung Niang dẫn thế tử chạy trốn vào núi chuẩn bị hướng về kinh thành. Quân nhà Nguyên đuổi theo từ phía sau, họ có đông người và chó săn nhanh chóng phát hiện thế tử và Seung Niang. Hai người bị đẩy đến bên bờ vực, Seung Niang yêu cầu thế tử nhảy qua đỉnh núi đối diện. Nhưng do địa hình quá nguy hiểm, Jae Yoon do dự cho đến khi quân nhà Nguyên bao vây họ. Seung Niang khích lệ anh, nói rằng nếu muốn sống sót và trở thành hoàng đế, anh phải dũng cảm nhảy qua. Jae Yoon quyết định cùng Seung Niang nhảy xuống, nhưng lại rơi vào dòng sông dưới chân núi. Seung Niang tỉnh dậy trong nước, tránh né mũi tên bắn tới và kéo Jae Yoon lên bờ. May mắn anh vẫn còn sống. Nhận thấy cơ thể Jae Yoon lạnh giá, Seung Niang cởi bỏ quần áo để sưởi ấm cho anh. Đêm hôm đó khi Jae Yoon tỉnh dậy và phát hiện Seung Niang đang ôm mình, trái tim anh bất ngờ đập mạnh. Jae Yoon vội vàng lắc đầu để xua đi suy nghĩ kỳ lạ, tự hỏi làm sao mình có thể yêu một người đàn ông. Quân nhà Nguyên tìm kiếm nhưng không có kết quả. Lúc này hoàng đế của nhà Nguyên qua đời, theo thứ tự thế tử sẽ lên ngôi, thừa tướng muốn tìm người dễ kiểm soát hơn.
Vì vậy ông đã đích thân đến Cao Ly để xác nhận thế tử đã chết. Ông ta vừa tiếp tục săn đuổi thế tử vừa muốn dùng cái chết của thế tử để uy hiếp vua Cao Ly. Nếu Jae-yoon cũng đã chết thì đất nước nhà Nguyên sẽ thuộc về ông ta. Thừa tướng tự coi mình như một hoàng đế không hề tôn trọng Wang Yu, thậm chí còn dưới sự bảo vệ của chú anh quản thúc Wang Yu tại gia, chứng kiến kẻ thù từ bên ngoài xâm nhập Cao Ly nhưng bản thân lại không thể làm gì. Wang Yu cảm thấy đau khổ vô cùng. Sau nhiều ngày vất vả, Seung Niang và thế tử đến kinh thành, phát hiện nơi này đều là người của Vương Wang, nếu bị bắt họ chắc chắn sẽ bị xử tử một cách bí mật. Họ cần phải làm cho mọi người biết rằng thế tử vẫn còn sống. Chỉ có như vậy thế tử mới có thể kế vị ngôi vua. Seung Niang nghĩ ra một kế hoạch đặt thế tử vào quan tài rồi dùng muối và phân nước để che đậy. Sau đó đi tìm Byung Soo và nói rằng mình phát hiện thi thể của thế tử. Byung Soo muốn được công nhận theo Seung Niang đi kiểm tra. Khi mở quan tài mùi hôi thối khó chịu, anh ta vất vả lật mặt thế tử lên. Sau khi người đàn ông xác nhận người chết là thế tử, anh ta lập tức lộ mặt thực bắt giữ Seung Niang rồi đưa thi thể vào cung để nhận thưởng. Lúc này tại cung đang diễn ra cuộc họp triều chính, dưới sự đe dọa của thừa tướng nhà Nguyên để bảo vệ dân chúng khỏi tai họa. Vua Cao Ly thừa nhận rằng chính mình đã giết thế tử, cầu xin thừa tướng không làm tổn thương người vô tội. Đúng lúc này Byung Soo vào cung báo cáo tìm thấy thi thể của thế tử. Thừa tướng bảo hai con trai đi kiểm tra. Khi mở nắp quan tài mùi thối khiến họ không chịu nổi, con trai thứ hai bảo tướng Bích An kiểm tra. Bích An dịch chuyển muối, thế tử ho khan một tiếng, tướng Bích An biết anh ấy chưa chết. Con trai của thừa tướng cũng cảm thấy có gì đó không bình thường và đang tiến lại gần Bích An nói mùi quá thối, anh ho hai tiếng để che đậy. Ngay sau đó thi thể được đưa vào đại điện, tất cả quan lại văn võ đều có mặt. Thừa tướng giả vờ khóc than, đúng lúc đó thế tử bất ngờ đứng dậy. Thừa tướng hỏi thế tử chuyện gì xảy ra, thế tử lúng túng không biết nói gì. Seung Niang yêu cầu thế tử nói ra sự thật, chỉ có như vậy thừa tướng mới không thể uy hiếp Cao Ly. Tướng Bích An ở bên cạnh lo lắng ra dấu, tuyệt đối không được nói, nếu nói ra sẽ đối đầu trực tiếp với thừa tướng, đồng nghĩa với cái chết. Thế tử không biết làm sao, chỉ có thể giả vờ ngất xỉu để tránh khỏi tình thế. Hai con trai của thừa tướng làm việc không thành khiến ông ta tức giận không thôi, cầm dao định chém họ. Vương Quang khuyên thừa tướng bình tĩnh lại. Lúc này con trai lớn đề xuất giết luôn thế tử ngay bây giờ. Thừa tướng nói họ ngốc, nếu giết thế tử thì phải giết luôn tất cả quan lại đã chứng kiến thế tử còn sống. Sau khi thừa tướng đi, Bích An đánh thức thế tử thông báo cho anh về việc hoàng đế qua đời và anh sẽ lên ngôi, đồng thời sắp xếp cho anh những bước đi cuối cùng. Vào buổi tối mọi người tụ tập lại, thừa tướng lại hỏi thế tử ai đang âm mưu chống lại anh. Thế tử lúng túng nói rằng vua Cao Ly đã sai Zhao âm mưu giết mình. Seung Niang cảm thấy tức giận và thất vọng, Zhao là cha cô đã cứu một kẻ vô ơn. Nói xong thế tử quay lưng đi, Seung Niang bị nhốt vào nhà tù, cha cô Zhao chết trước mắt cô vì vết thương. Lúc này lòng thù hận trong Seung Niang đạt đến đỉnh điểm, cô thề sẽ giết Jae-yoon. Jae-yoon làm theo chỉ dẫn của vệ sĩ, cầu xin thừa tướng tha mạng cho mình và sẵn lòng nhường ngôi vua. Nhìn thấy Jae-yoon như vậy, thừa tướng bất ngờ thay đổi suy nghĩ, thay vì tự mình lên ngôi với danh nghĩa chiếm đoạt, ông quyết định để quyền lực của Jae-yoon bị bóp nghẹt, mình sẽ trở thành hoàng đế sau bức màn. Thừa tướng hứa sẽ hỗ trợ Jae-yoon lên ngôi nhưng yêu cầu anh phải cưới con gái mình làm hoàng hậu. Ngày hôm sau theo ý của thừa tướng, Jae-yoon đã triệt tiêu ngôi vua của Wang Yu. Thừa tướng đã đưa Wang Yu trở về nhà Nguyên để xét xử, đồng thời yêu cầu Cao Ly phải đền bù vật chất và cống nạp cô gái. Chú của Wang Yu muốn trừng phạt Seung Niang cũng đưa cô vào hàng ngũ chọn lựa để gửi về nhà Nguyên. Trên đường hành quân trở về nhà Nguyên, Wang Yu đã xảy ra xung đột với vệ sĩ nhà Nguyên. Để bảo vệ một người phụ nữ khiến anh bị thương nặng, không ai muốn chăm sóc Wang Du. Chỉ có Seung Niang kéo lê anh đi suốt chặng đường. Mọi người chỉ nghĩ Seung Niang là một quan trung thành. Vẻ đẹp của Seung Niang khiến Kim Hyun nghi ngờ cô là phụ nữ. Vào buổi tối anh ta xé áo Seung Niang để xác nhận điều này, sau đó cho cô mặc trang phục nữ và chuẩn bị nhận cô làm thiếp. Seung Niang không chịu, Kim Hyun định cưỡng ép, nhưng vua Cao Ly xông vào lều và đánh Kim Hyun bất tỉnh, cả hai sau đó bị trói lại. Lúc này vua Cao Ly mới biết Seung Niang là phụ nữ, hai người cùng gặp nạn cảm thông cho nhau. Đêm đó bốn thuộc hạ của Wang Yu âm thầm lẻn vào trại quân để phóng hỏa nhằm tạo ra hỗn loạn giải cứu Wang Yu và Seung Niang, nhưng lại thất bại thảm hại và cũng bị quân nhà Nguyên bắt giữ. Ngày hôm sau lịch trình của vua Cao Ly bị thay đổi, anh được phái đến biên giới chiến đấu với người Thổ Nhĩ Kỳ, còn Seung Niang thì bị đưa đến đại đô, do cô không chịu làm thiếp của Kim Hyun nên bị đưa vào cung làm nữ tỳ hạng thấp. Nhóm phụ nữ này cởi đồ chờ đợi được chọn vào cung. Người đầu tiên có xương gò má cao và mặt có mỡ bị loại bỏ. Người thứ hai có thân hình cân đối nhưng trên mặt có vẻ khổ sở cũng bị loại bỏ. Đến lượt người thứ ba vừa có nhan sắc vừa có hình thể sắp được chọn, nhưng thượng cung cho phát hiện cô gái này có vết sẹo trên cánh tay, điều này cũng là lý do bị loại. Tuy nhiên một thái giám bên cạnh bắt lấy tay cô gái, nhận xét rằng dấu hiệu trên bàn tay cho thấy người phụ nữ này sẽ trở thành chủ nhân của hậu cung. Nhìn kỹ gương mặt cô, dù là phụ nữ nhưng tràn đầy khí phách, thái giám ngoại lệ chấp nhận cô làm nữ tỳ hạng thấp, phần còn lại phụ thuộc vào chính cô, từng bước tiến tới ngai vàng của hoàng hậu. Seung Niang vừa vào cung đã bị một người phụ nữ cấp cao hơn là Jeon ra lệnh phục vụ, đòi cô xoa bóp chân, chỉ vì hơi mạnh tay một chút cô đã bị tát. Seung Niang từng là binh sĩ đã giết người không chịu nhịn nhục, cô trừng mắt nhìn Jeon. Người này ra lệnh cho các nữ tỳ khác bắt Seung Niang đưa vào kho. Seung Niang đánh bại tất cả nữ tỳ, Jeon cầm roi đánh tới, nhưng Seung Niang nắm lấy roi kéo cô ta lại và khống chế. Seung Niang đã trải qua sinh tử, cả Diêm Vương cũng không làm gì được cô. Cô không muốn động tay với những người đồng nghiệp, từ đó không ai dám chọc giận Seung Niang. Một vài ngày sau hoàng đế sẽ tổ chức lễ cưới, mỗi phòng chỉ có một hoặc hai suất để xem.
Seong Niang nói với Jeon rằng cô muốn đi xem. Sau khi chứng kiến sức mạnh của Seong Niang hôm trước, Jeon không dám ngạo mạn nữa và đồng ý. Sau đó khi Seong Niang đến bếp lấy nước, cô đã lẻn lấy một con dao. Cô chuẩn bị sẽ ám sát Jeon trong lễ cưới để đảm bảo cô có thể giết chết anh ta chỉ với một nhát. Seong Niang còn bôi nọc độc rắn lên lưỡi dao. Vào ngày cưới, Seong Niang đứng trong hàng nữ tỳ nhìn thấy hoàng đế chỉ cách mình một bước chân. Cô đang chuẩn bị rút dao và lao tới nhưng một bàn tay to lớn đặt lên vai cô, đó là Kim Hyun, con trai của thừa tướng người trước đây đã thích Seong Niang. Bây giờ Seong Niang chỉ tập trung vào việc ám sát hoàng đế, kế hoạch của cô bị phá vỡ. Hoàng đế và hoàng hậu ngồi trên ngai vàng, xung quanh mọi người hô vang vạn tuế. Chỉ có Seong Niang vẫn đang khóc cho cha mình bị hoàng đế hại chết. Cô thầm thề phải giết chết hoàng đế kẻ phản bội này. Khi trở về phòng ngủ, Seong Niang không may làm rơi con dao từ trong tay áo, ngay lập tức bị Jeon phát hiện. Jeon lặng lẽ báo cho các thái giám và đêm đó Seong Niang bị họ bắt đi. Dưới sự tra hỏi của các thái giám, Seong Niang chỉ thừa nhận rằng cô giấu dao để tự vệ, vì người đó đã giết mẹ mình và cô không muốn trở thành thiếp của hắn. Nghe thấy lòng thù hận trong lời nói của Seong Niang, các thái giám bất ngờ tha cho cô, nhưng vẫn phạt cô bằng cách đánh vào chân. Thái hậu này rất tàn nhẫn để không cho hoàng hậu Jin Hee mang thai. Bà đã giả vờ tốt bụng gửi đến hoàng hậu một chiếc lò hương cao cấp. Hoàng hậu ngửi thấy mùi hương thực sự khiến người ta cảm thấy tinh thần phấn chấn, nhưng cô không biết rằng hương này nếu ngửi lâu sẽ làm mất khả năng sinh sản của phụ nữ. Mặc dù vậy, thái hậu vẫn cảm thấy không an toàn. Đêm tân hôn, thái hậu gọi hoàng đế đến và bảo anh trong khi ở cùng phòng không được để hoàng hậu Jin Hee mang thai, nếu không đất nước Đại Nguyên sẽ thuộc về gia đình thừa tướng. Thực ra dù thái hậu không nói, hoàng đế cũng không có ý định chung phòng với hoàng hậu. Mặc dù cô ta xinh đẹp nhưng chỉ cần nghĩ đến cha cô là thừa tướng, lòng anh không còn chút hứng thú nào. Hoàng đế đến phòng ngủ của hoàng hậu, hoàng hậu cố tình sắp xếp lại trang phục ở phần ngực. Hoàng đế liếc qua và lập tức nhận ra mánh khóe nhỏ của cô. Hoàng hậu vẫn ở đó làm ra vẻ quyến rũ, trong khi hoàng đế lặng lẽ uống từng chén rượu cho đến khi hoàng hậu Jin Hee, người đã lên giường từ sớm, trở nên không kiên nhẫn nữa, hoàng đế mới quyết định đi ngủ. Anh khen ngợi vẻ đẹp của hoàng hậu làm hoàng hậu tin rằng hôm nay có thể sẽ thành công, nhưng không ngờ sau khi nói xong hoàng đế lập tức ngủ mất. Tin tức hoàng hậu Jin Hee bị lạnh nhạt trong đêm tân hôn nhanh chóng truyền đến tai thái hậu. Thái hậu vui mừng không thôi nhưng cảm thấy vẫn chưa đủ, bà sai thượng cung cho truyền tin này ra ngoài để làm cho hoàng hậu kiêu ngạo mất mặt. Nhưng hoàng hậu cũng không phải dễ dàng chọc giận. Ngày đầu tiên sau đám cưới, cô không đến chào hỏi thái hậu. Thái hậu sai thượng cung cho thông báo cho các cung khác, yêu cầu tổ chức buổi họp sáng để xử lý hoàng hậu. Không ngờ hoàng hậu không chỉ không đến mà còn tự lập một phe riêng, triệu tập các thượng cung quản lý hậu cung tổ chức buổi họp sáng riêng và tuyên bố rằng từ nay cô ta mới là chủ nhân của hậu cung, không phải thái hậu mà là Jin Hee. Điều này làm thái hậu tức giận không chịu nổi, ngay lập tức muốn tìm hoàng hậu để hỏi tội. Hai người gặp nhau trên cầu đối đầu căng thẳng, không ai chịu nhường ai. Jin Hee có sự hậu thuẫn của thừa tướng quyền lực khiến thái hậu thực sự không thể làm gì cô. Nhưng thái hậu vẫn có chiêu độc, bà yêu cầu quan lại chọn cho mình một nữ tỳ có vẻ đẹp xuất sắc. Nhìn kỹ hình thể và nhan sắc của cung nữ này, thái hậu nói với nữ tỳ rằng đêm nay cô sẽ phục vụ hoàng đế trong phòng ngủ. Thái hậu muốn nữ tỳ này trước tiên mang thai con của hoàng đế, như vậy không chỉ làm mất mặt hoàng hậu Jin Hee mà còn làm lung lay vị trí của cô ta. Lo sợ Jin Hee có thể dùng thủ đoạn, thái hậu yêu cầu quan lại sau đêm nay tìm một nô tỳ cùng quê đáng tin cậy để chăm sóc nữ tỳ. Nữ tỳ này đến từ Cao Ly, quan lại lập tức nghĩ đến Seong Niang. Seong Niang nghe nói có cơ hội tiếp cận hoàng đế, coi đó là cơ hội ám sát. Quan lại đưa một người đẹp nổi bật quấn trong chăn vào phòng ngủ của hoàng đế. Sau đó quan lại và thượng cung cho không rời đi mà ở ngoài lắng nghe tiếng động bên trong. Hoàng đế không hề hứng thú nhưng không ngờ thái hậu lại quỳ xuống bên ngoài, yêu cầu hoàng đế đêm nay nhất định phải để lại hậu duệ. Chỉ có như vậy mới đối đầu được với thừa tướng và hoàng hậu. Nữ tỳ ôm hoàng đế và hoàng đế một cách miễn cưỡng đồng ý. Vào giữa đêm một thái giám lén lút đưa Bắc thị đi. Còn Seong Niang nhìn qua khay cửa nhìn thấy hoàng đế đang ngủ và tiếp tục chờ đợi cơ hội ám sát tiếp theo. Không có bức tường nào không có kẽ hở, chuyện này nhanh chóng lan truyền trong số nữ tỳ và tình cờ bị hoàng hậu biết được. Hoàng hậu gọi nữ tỳ hay nói nhiều đến để thẩm vấn. Họ chỉ biết có một nữ tỳ ở Cao Ly được hoàng đế sủng ái. Hoàng hậu lập tức hoang mang nhưng nhanh chóng nhận ra cần phải chấm dứt chuyện này từ gốc. Cô triệu tập tất cả nữ tỳ từ Cao Ly đến, từ ngoại hình đến biểu hiện, một người kiểm tra. Bắc thị có vẻ lo lắng bị hoàng hậu phát hiện, hoàng hậu ra lệnh kéo cô ta ra ngoài và chặt đầu. Ngay khi quan nội chính sắp đưa Bắc thị đi, thái hậu đã đến và yêu cầu thả Bắc thị. Hoàng hậu không hề tỏ ra yếu đuối, yêu cầu chém đầu Bắc thị và còn đưa ra quyền lực của cha mình. Thái hậu có phần e ngại Bắc thị được dẫn đi nhưng đột nhiên cô có dấu hiệu nôn mửa, làm mọi người sửng sốt. Thái hậu như tìm thấy phao cứu sinh, vội vàng hỏi liệu Bắc thị có phải đang mang thai. Khi biết là có, thái hậu lập tức yêu cầu quan nội chính thả Bắc thị, vì đứa bé trong bụng là dòng dõi của rồng, giết Bắc thị lúc này không khác gì mưu phản. Hoàng hậu chỉ còn biết tức giận bất lực. Khi thừa tướng biết chuyện, ông lập tức vào cung của trách nhà vua, thậm chí còn đe dọa rằng khi hoàng hậu Jin Hee khóc, cung điện này sẽ biến thành biển máu. Ông yêu cầu nhà vua hãy nhớ kỹ điều này. Nhà vua lúc này yếu thế không thể chống lại thừa tướng, anh lo lắng và đi lang thang trong cung. Tình cờ gặp gỡ cung nữ Seong Niang, anh yêu cầu Seong Niang pha trà cho mình và quan sát cô kỹ càng. Nhà vua hỏi liệu Seong Niang có anh trai không, vì cô trông giống người đã từng cứu mạng anh ta. Seong Niang nói không có. Nhà vua suy tư về quá khứ. Seong Niang thấy cơ hội đã đến, từ từ đưa tay lên đầu chuẩn bị rút châm cài đâm nhà vua, nhưng không ngờ nhà vua quay đầu và bảo cô đừng di chuyển. Sau đó bước đến gần cô, rút ra một chiếc châm tóc giống như mũi kim,
Nhà vua nói rằng châm thô sơ như vậy làm sao có thể dùng làm châm tóc, rồi ngay lập tức muốn tặng Seung Niang một chiếc ngọc phỉ. Seung Niang do dự không nhận và đúng lúc đó hoàng hậu đến giật lấy chiếc ngọc phỉ và quát lớn: "Anh định ngủ với mọi phụ nữ trong cung à?" Hoàng hậu tức giận như vậy vì trước đó nhà vua đang tán tỉnh một cung nữ khác và tặng cho cô ấy chiếc ngọc phỉ mà mình đang đeo. Hoàng hậu kịp thời đến giật lấy ngọc phỉ và tát cung nữ một cái, sau đó nói với nhà vua rằng cô sẽ kể mọi chuyện cho cha mình biết. Điều này làm nhà vua hoảng sợ vì thừa tướng có ảnh hưởng lớn. Để xoa dịu hoàng hậu, đêm đó nhà vua chọn thăm hoàng hậu, mặc dù không muốn nhưng cũng qua đêm với cô. Tin tức hoàng hậu phục vụ nhà vua nhanh chóng đến tai thái hậu, và thái hậu nói với nhà vua rằng không cần lo lắng vì hoàng hậu không thể có con, chỉ cần Bắc thị sinh hạ con trai hoàng hậu sẽ không còn quyền lực nữa. Nhưng thừa tướng và hoàng hậu cũng không nhàn rỗi, họ muốn Bắc thị sảy thai. Bắc thị đến từ Cao Ly và những cung nữ phục vụ cũng đều là đồng hương Cao Ly của cô. Hoàng hậu bắt đầu từ nhóm cung nữ Cao Ly này tìm người sẵn sàng làm việc mạo hiểm cho mình. Cô chọn người đứng đầu là Jeon, yêu cầu cô ấy gửi một bức thư, nói rằng đây là vấn đề liên quan đến mạng người, không ai được biết thư này xuất phát từ hoàng hậu và càng không được đọc nội dung của nó. Jeon vừa sợ hãi vừa tò mò nên cô đã mở thư, giữa chừng nội dung thư khiến cô hoảng loạn. Jeon rất thông minh, cô nhảy xuống hồ sen, sau đó quay lại báo cáo với hoàng hậu rằng mình vụng về trượt chân ngã vào hồ sen và mất bức thư, đề nghị giao nhiệm vụ cho người khác. Hoàng hậu hỏi cô có đọc lén thư không, Jeon nói không. Hoàng hậu không tin, yêu cầu cô tiếp tục gửi một bức thư khác. Lúc này Jeon tự thú và vội vã xin lỗi hoàng hậu, nhắc nhở cô giữ miệng rồi cho cô về. Đây thực chất là một bài kiểm tra, hoàng hậu đang tìm kiếm một người trung thành và vâng lời Jeon không phù hợp. Và một thượng cung khác đã giới thiệu Seung Niang cho hoàng hậu. Cùng một bài kiểm tra, Seung Niang đã giao thư. Cận vệ nói nội dung thư liên quan đến âm mưu phản loạn và đặt dao vào cổ cô, yêu cầu cô tiết lộ nguồn gốc của thư. Seung Niang kiên quyết không nói. Cận vệ chém xuống nhưng chỉ cắt mất một sợi tóc của cô. Lúc này hoàng hậu đến và đưa Seung Niang đi, cô đã vượt qua bài kiểm tra. Nhưng hoàng hậu không biết rằng Seung Niang cũng đã đọc lén thư. Nội dung thư là giết người đưa thư. Ban đầu Seung Niang hoảng sợ, nhưng nhanh chóng nhận ra điều gì đó không đúng, cô và hoàng hậu không có mâu thuẫn gì. Hoàng hậu không thể muốn giết cô, đó có thể chỉ là một sự thử thách. Khi cận vệ nói dối rằng nội dung thư liên quan đến âm mưu phản loạn, Seung Niang càng tin rằng đây là một sự thử thách. Và như vậy Seung Niang đã giành được sự tin tưởng của hoàng hậu, và hoàng hậu đã giao cho cô một nhiệm vụ. Hoàng hậu yêu cầu Seung Niang bí mật cho thuốc phá thai vào thức ăn của Bắc thị và muốn tự mình chứng kiến Bắc thị ăn uống. Dưới sự giám sát của thượng cung, Seung Niang đã cho thuốc phá thai vào bột làm bánh ngọt. Trong buổi trà chiều của hoàng hậu và Bắc thị, món tráng miệng được mang lên. Hoàng hậu đã cho thuốc phá thai vào món tráng miệng và mời gọi cung nữ mang thai với hạt giống rồng nếm thử. Bắc thị cầm đũa nhưng lại do dự, hoàng hậu thấy vậy để làm cho Bắc thị bớt nghi ngờ, đã tự mình ăn một miếng trước. Bắc thị không còn lý do để từ chối và đã nhấc lên một miếng táo nhân mật ong. Vì cung nữ Seung Niang phục vụ đã báo cho cô biết rằng mật ong không có thuốc phá thai, chỉ có hoàng hậu ngây thơ nghĩ rằng mọi thứ đều có thuốc và tin rằng Seung Niang là người của mình. Ngày hôm đó khi Seung Niang đến báo cáo tại cung của hoàng hậu, Jin Hee rất hài lòng và chỉ chờ đợi ngày Bắc thị bị tích tụ độc tố và sảy thai. Khi Seung Niang rời đi, cô vô tình bị Kim Hyun, anh trai hoàng hậu, đến thăm và nhìn thấy. Anh ta liền hỏi Jin Hee biết rằng người đã đầu độc Bắc thị là Seung Niang. Tuy nhiên Kim Hyun biết rằng Seung Niang không thể hại đồng bào của mình, không tin câu chuyện này. Để đảm bảo kế hoạch của Jin Hee không thất bại, anh ta đã tìm đến Jeon, yêu cầu cô ta đầu độc Bắc thị, đổi lại Jeon sẽ được thăng chức lên làm cung nữ và thậm chí có cơ hội trở thành thượng cung. Jeon bị lợi ích mê hoặc đã cho bột thuốc vào nhân bánh, nhìn Bắc thị ăn và cảm thấy không khỏe. Vào buổi tối, Bắc thị cả đêm phải đi tiểu không ngừng khiến Seung Niang nghi ngờ. Hôm sau Bắc thị trở nên yếu ớt. Seung Niang thấy cung nữ Jeon đang âm thầm vui mừng và lập tức cảm thấy có điều không ổn. Cô tìm một lão công công tin cậy để kiểm tra cho Bắc thị và phát hiện thai nhi vẫn còn. Cô đã nghĩ ra một kế hoạch, yêu cầu Bắc thị gặp hoàng hậu và giả vờ đau bụng. Khi hoàng hậu thấy Bắc thị ôm bụng, cô nghĩ rằng thuốc phá thai đã có tác dụng. Hoàng hậu bí mật gọi Seung Niang đến và yêu cầu cô lan truyền tin đồn rằng Bắc thị chỉ giả vờ mang thai để tranh sủng. Seung Niang đã lợi dụng tình hình treo một chiếc quần lót có máu kinh nguyệt. Người mang thai không thể có kinh nguyệt khiến các cung nữ xôn xao bàn tán. Tin đồn về việc Bắc thị giả vờ mang thai nhanh chóng lan truyền và sớm đến tai thái hậu. Thái hậu chưa kịp làm rõ mọi chuyện thì hoàng hậu đã tự tin tìm đến, yêu cầu thái hậu giải quyết vấn đề. Thái hậu nhận ra ngay đây chắc chắn là trò quỷ của hoàng hậu, nhưng lúc này bà không biết rằng Seung Niang đã sắp xếp mọi thứ và chỉ chờ hoàng hậu tự lọt vào bẫy. Thái hậu hỏi lại hoàng hậu muốn giải quyết vấn đề như thế nào. Hoàng hậu nói chỉ cần gọi thái y đến kiểm tra là rõ ràng. Thái hậu lo sợ nghĩ rằng hoàng hậu dám làm như vậy chắc chắn đã chuẩn bị kỹ càng nên không đồng ý kiểm tra lại. Khi hoàng hậu không thuyết phục được thái hậu, cô lập tức triệu tập Seung Niang để hỏi về tình hình của Bắc thị. Seung Niang nói rằng Bắc thị cả đêm sốt cao nằm liệt giường. Nghe thấy điều này hoàng hậu không còn e ngại, ngay lập tức triệu thái y vào cung và thông báo cho nhà vua và thái hậu. Ba người ngồi cùng nhau, mỗi người đều có dự định riêng chờ đợi Bắc thị. Nhưng Bắc thị đã ngất xỉu trên đường, đến lúc này hoàng hậu càng tin rằng cô ta đang giả vờ. Cô không kiêng nể mà chỉ trích thái hậu và nhà vua thiên vị Bắc thị. Nhà vua tức giận mắng hoàng hậu và nói với cô rằng không được phép kiểm tra lại. Nhà vua bỏ đi để lại hoàng hậu cảm thấy thất vọng. Nhưng đây là cơ hội tốt để cô củng cố vị thế và đánh bại thái hậu nên cô không dễ dàng bỏ qua. Cô yêu cầu thượng cung thông báo cho cha mình ép nhà vua phải tiến hành kiểm tra lại. Lúc này vị thừa tướng vẫn cần sự xác nhận cuối cùng.
khi Bắc thị ngất xỉu cần phải có thái y điều trị. Thái y kiểm tra qua một lớp màng mỏng cho nương nương mang thai, nhưng cánh tay đặt trên tay ông thực ra là của một cung nữ đang ẩn mình dưới chăn. Thái y không thể phát hiện ra dấu hiệu có thai và báo cáo với thái hậu rằng nương nương có thể đã sảy thai. Thái hậu hoảng sợ đến nỗi suýt ngất vì thai nhi trong bụng nương nương chính là lá bài cuối cùng của bà trong việc kiểm soát hoàng hậu và thừa tướng. Bà cảnh báo thái y không được nói kết quả kiểm tra cho thừa tướng biết. Thái y đồng ý, nhưng khi rời khỏi cung ông bị bắt đến nhà thừa tướng. Dưới sự đe dọa của thừa tướng, thái y hoảng loạn nói rằng nương nương Bắc thị không có dấu hiệu có thai. Thừa tướng nắm giữ tin tức này muốn đánh thái hậu một đòn chí mạng. Ông liên kết với các quan lớn trong triều đình gửi thư lên nhà vua, dựa trên tin đồn rộng rãi trong và ngoài cung rằng nương nương Bắc thị giả vờ mang thai, yêu cầu kiểm tra lại trước mặt tất cả các quan chức để làm rõ sự thật. Nhà vua ban đầu không đồng ý, nhưng không thể chống lại sức mạnh của thừa tướng. Ông đe dọa nhà vua nói rằng liệu nhà vua có muốn bị đuổi khỏi cung cùng với thái hậu không. Cuối cùng nhà vua run rẩy đặt ấn tín lên chỉ thị. Lúc này thái hậu đang đứng ngoài đại điện, bà cởi bỏ chiếc vương miện và trang phục lộng lẫy, nài nỉ xin nhà vua rút lại mệnh lệnh. Bên cạnh hoàng hậu đắc ý nhìn mọi chuyện, nhưng cô không biết rằng sau khi kiểm tra mạch, người sẽ quỳ xuống sẽ là chính cô. Nhà vua vội vã bước ra, mặc dù thái hậu dùng cái chớt để uy hiếp nhưng anh ta cũng bất lực. Hiện tại dù về mặt quyền lực hay phép tắc, nhà vua đều thua kém thừa tướng. Thừa tướng và thái hậu đối đầu kịch liệt, nhà vua bất lực bỏ chạy tìm một nơi yên tĩnh để đứng. Lúc này Seung Niang, người duy nhất biết sự thật, xuất hiện sau lưng nhà vua. Seung Niang vốn muốn ám sát nhà vua, nhưng sau khi trải qua nhiều sự kiện trong cung, cô nhận ra mình cần nhà vua để đối phó với hoàng hậu và thừa tướng độc ác. Cô đã nói sự thật cho nhà vua và nhà vua cũng nghĩ ra kế sách, vừa vị khó xử đồng ý với yêu cầu kiểm tra lại của thừa tướng và hoàng hậu. Một vài ngày sau, thừa tướng và phe cánh của ông tự tin tổ chức lễ kiểm tra mạch. Ngay tại nơi xét xử tội phạm, nhà vua hỏi tại sao lại ở đây. Thừa tướng thẳng thắn nói rằng nếu phát hiện giả mang thai, chắc chắn không phải chỉ một mình Bắc thị làm và cần phải xét xử những đồng lõa của cô ta. Buổi kiểm tra bắt đầu vẫn là thái y cũ, lần này lại phát hiện ra dấu hiệu có thai. Ông hoảng hốt nói lắp bắp, thừa tướng yêu cầu hai thái y khác kiểm tra, cả hai đều kêu lên rằng có thai. Mọi người tại hiện trường đều sững sờ và tình thế của thái hậu và hoàng hậu lập tức đảo ngược. Thái hậu giữ vững phép tắc. Thái hậu cho rằng vụ việc này đã biến hoàng tộc thành trò cười của thiên hạ, vì đã nghi ngờ nương nương mang thai giả. Bà yêu cầu phải trừng phạt hoàng hậu, người đã khởi xướng sự việc lần này. Hoàng hậu lắp bắp suýt nữa nói ra sự thật. Thừa tướng nhằm giảm thiểu hậu quả đã nhanh chóng nhận lỗi thay hoàng hậu, thừa nhận chỉ là tin vào lời đồn thổi. Lần này đến lượt hoàng hậu mặc trang phục giản dị quỳ ngoài đại điện xin lỗi. Đêm đó mưa lớn, nhà vua sợ làm tức giận thừa tướng nên muốn tha tội cho hoàng hậu, nhưng thái hậu vẫn không đồng ý. Bà muốn tranh thủ quyền lợi cuối cùng, yêu cầu nhà vua phong Bắc thị từ cung nữ lên làm tài nhân cấp bậc ngũ phẩm. Điều này sẽ giúp Bắc thị an toàn hơn, và khi sinh hạ hoàng tử, các quan chức sẽ dần rời bỏ thừa tướng già và ủng hộ hoàng tộc trẻ trung. Đó là cách giành lấy quyền lực cuối cùng. Hoàng hậu ngất xỉu và được đưa trở lại cung Bắc thị, được phong làm tài nhân ngũ phẩm chính thức. Seung Niang được thăng chức làm cung nữ. Hoàng hậu biết mình đã bị Seung Niang lừa, muốn loại bỏ cô, nhưng không ngờ Seung Niang lại được người của nhà vua cứu thoát. Nhà vua đã phát hiện ra rằng Seung Niang chính là người đã cứu anh khi gặp nạn. Anh đã sắp xếp cho cô làm cung nữ bên mình, và dần dần một tình cảm khó hiểu nảy sinh trong lòng nhà vua. Anh bắt đầu có tình cảm với Seung Niang, nhưng Seung Niang lại yêu vua Cao Ly, người vừa giành được chiến thắng và trở về từ biên giới. Người đàn ông này không chỉ thu hút sự chú ý của các cung nữ khi bước vào cung, mà ngay cả hoàng hậu, người đã bị lãng quên, cũng có cảm tình với anh. Khi người đàn ông chơi đàn, hoàng hậu dường như bị lòng xuân sao động. Người đàn ông đó là Wang Yu, nhưng trái tim của anh không hướng về hoàng hậu mà là về một cung nữ tên là Seung Niang. Hai người đã cùng nhau trải qua sinh tử. Nhà vua nhìn thấy Wang Yu và Seung Niang trao nhau ánh mắt tình tứ, cảm thấy không vui vì anh cũng yêu Seung Niang. Wang Yu vừa giúp nhà Nguyên giành chiến thắng. Ban đầu anh muốn trở về Cao Ly để phục hồi vị trí, nhưng đã bị thừa tướng cầm quyền từ chối. Một tháng sau, thừa tướng gặp một rắc rối lớn. Gần đây trong cung xuất hiện các bức thư đẫm máu, và bên ngoài cung cũng có các thông báo không rõ nguồn gốc. Khi gặp nước, chữ màu đen trên thông báo biến mất, chỉ còn lại vài chữ đỏ rực. Cả hai đều nói rằng thừa tướng đã đầu độc vị vua trước, sớm muộn gì cũng sẽ bị thiên lôi trừng phạt. Chuyện này lan truyền rộng rãi trong dân gian, khiến thừa tướng tức giận không kiềm chế được. Ông nghi ngờ đó là hành động của nhà vua hoặc thái hậu nhằm thách thức quyền lực của mình. Vì vậy ông dẫn quân bao vây đại điện, chỉ vài câu nói đã khiến nhà vua sợ hãi đến rơi nước mắt. Xem ra nhà vua vẫn yếu đuối như xưa. Thừa tướng khẳng định chuyện này không phải do nhà vua bày mưu. Tiếp theo ông bao vây thái hậu. Thái hậu vẫn mạnh mẽ và ngay thẳng như mọi khi, lời lẽ châm biếm thừa tướng. Thừa tướng đá cửa phòng, nhưng tin rằng người thách thức ông cũng không phải là thái hậu, vậy ai sẽ là người đó? Khi thừa tướng trở về nhà, trời đổ mưa lớn, trên phố lại xuất hiện thêm những bức thư đẫm máu. Thừa tướng hoàn toàn nổi giận, nhưng kẻ địch đang ẩn nấp trong bóng tối, ông không biết phải bắt đầu từ đâu. Lúc này Wang Yu tìm đến thừa tướng và đưa ra kế hoạch. Anh không ngần ngại nói với thừa tướng rằng giống như khi ngài nắm quyền lực và phản bội hoàng đế cũ, chỉ có những người cận thần nắm quyền lực mới dám thách thức thừa tướng già như ngài. Mặc dù bị chế giễu nhưng lời Wang Yu nói không sai. Mấy ngày sau, thừa tướng lại gọi Wang Yu đến và hỏi cách để làm kẻ phản bội lộ diện. Wang Yu đưa ra một lọ thuốc, yêu cầu con trai thừa tướng uống thử. Thuốc này có thể khiến người ta giả chết. Anh nói với thừa tướng rằng chỉ cần kẻ phản bội nghĩ rằng ngài đã chết, họ chắc chắn sẽ bắt đầu hành động. Thừa tướng có thể sử dụng cách này để đánh lừa mọi người. Thấy vậy, thừa tướng mỉm cười và chấp nhận kế hoạch của Wang Yu. Kế hoạch của Wang Yu mượn dao giết người, thành công đưa mâu thuẫn vào nội bộ phe của thừa tướng.
để họ tự hủy diệt lẫn nhau, sau đó anh ta lại thu lợi. Tuy nhiên tướng Bích An và quân sư đã ẩn nấp và nghe trộm biết được kế hoạch của Wang Yu. Họ ngay lập tức báo cáo cho vua, vua nhanh chóng nghĩ ra kế hoạch, bảo tướng Bích An đổi rượu khiến thừa tướng uống phải chính rượu độc. Như vậy khi thừa tướng chết, Wang Yu cũng sẽ bị gán tội giết Ngưu Ổ, giết hai con chim bằng một viên đá. Ngày hôm sau thừa tướng gọi một số người nắm quyền lực đến bàn bạc việc quốc gia, sau đó cùng nâng cốc thừa tướng còn múa kiếm để vui vẻ cho các tướng lĩnh. Ngay sau đó ông bỗng nhiên phun máu và ngã xuống không dậy nổi. Wang Yu đột nhiên nhận ra rằng đó không phải là rượu giải độc mà anh đưa ra, ai đó đã đánh cháo. Thừa tướng vẫn tiếp tục nôn máu cho đến khuya, các thái y bó tay không biết làm gì. Lúc này nhà vua đột ngột đến nghe thấy bên trong hỗn loạn, anh cười một cách quái dị, kế hoạch của họ đang diễn ra rất suôn sẻ. Tối hôm đó thừa tướng vật lộn với cái chết, vua cùng tướng Bích An đến bắt giữ Wang Yu. Seung Niang muốn theo sau Wang Yu nhưng bị vua ngăn cản. Anh muốn Seung Niang nhìn thấy Wang Yu so với mình thì yếu đuối và bất lực thế nào. Sau khi bị bắt, Wang Yu kiên quyết tuyên bố mình bị oan. Anh nói với Kim Hyun rằng thuốc do chính Kim Hyun thử và cất giữ. Rõ ràng anh ta biết Wang Yu không phải là hung thủ. Wang Yu nói thay vì giết anh thì nên đi bắt hung thủ thực sự. Kim Hyun không quan tâm đến lời nói đó và vẫn muốn giết Wang Yu. Hoàng hậu vội vàng đến và thuyết phục anh trai mình thả Wang Yu. Lý lẽ của Wang Yu không phải không có cơ sở. Muốn tận dụng cơ hội này để bắt được thủ phạm thực sự, không để thừa tướng hy sinh uổng phí, Wang Yu đồng ý. Nhưng sau đó anh lén lút gặp thái hậu, hóa ra tất cả các thông báo và bức thư đẫm máu đều do Wang Yu sắp xếp, thực tế không có kẻ phản bội nào cả. Wang Yu muốn khiến phe cánh của thừa tướng đấu đá lẫn nhau tiêu hao lực lượng. Thái hậu hỏi anh ta làm điều đó với mục đích gì. Wang Yu mong muốn nhà Nguyên thay đổi chính sách áp bức đối với Cao Ly, đồng thời đồng ý cho anh ta phục hồi danh hiệu vua Cao Ly của mình. Thái hậu đồng ý nhưng kế hoạch vẫn còn thiếu một bước cuối cùng. Chưa có ai lên tiếng thách thức quyền lực của gia đình thừa tướng. Anh mong muốn thái hậu xuất hiện và hứa hẹn chức vị thừa tướng cho Park tướng quân, người đáng tin cậy nhất và có thực lực nhất của thừa tướng. Để chiếm lấy vị trí thừa tư, ông Park tướng quân cần phải đánh bại con trai thừa tướng là Kim Hyun. Park tướng quân thực sự đã mắc câu. Đêm hôm đó, Wang Yu tặng Seung Niang một cây châm vàng, mời cô trở về Cao Ly làm vợ của mình. Nếu đồng ý ngày mai hãy đeo châm. Ngày hôm sau, Wang Yu thấy Seung Niang đeo châm, hai người hiểu ý nhau, tràn ngập niềm vui trong lòng. Seung Niang nói với Wang Yu rằng trong số những cô gái được anh phóng thích năm xưa có cô. Cuộc đời cô từ đầu đã là của Wang Yu và cô sẽ chỉ theo đuổi một mình anh trong đời này. Nói xong hai người ôm chặt lấy nhau và cùng nhau trải qua một đêm. Wang Yu và tướng Bích An vẫn giả vờ trung thành với phe thừa tướng. Họ đến nhà thừa tướng và vô tình thấy Kim Hyun đang khóc trên quan tài. Có vẻ như thừa tướng đã chết, ban đầu chỉ muốn yếu đi lực lượng của thừa tướng. Nhưng bây giờ họ quyết định tận dụng cơ hội này để tiêu diệt phe cánh của thừa tướng. Đêm đó Park tướng quân tập hợp quân đội bắt đầu tấn công. Kim Hyun, Bích An và Wang Yu và những người khác đều đứng trên tường thành chuẩn bị cho trận chiến lớn. Trong cùng, Seung Niang thấy thượng cung của hoàng hậu đang bưng một bát canh đậu ngọt. Seung Niang nhớ rằng hoàng hậu bị dị ứng với các loại đậu và canh đậu ngọt này chỉ có thừa tướng mới uống hàng ngày. Cô lập tức hiểu ra rằng thừa tướng không chết, ông đang ẩn náu trong phòng ngủ của hoàng hậu. Cái gọi là quan tài cũng chỉ là để lừa dối mọi người, khiến những kẻ muốn lật đổ ông lộ diện. Seung Niang vội vàng chạy đến dưới tường thành và bắn một mũi tên vào một binh sĩ. Mũi tên có buộc một dải vải trắng là dấu hiệu bí mật mà họ đã thỏa thuận, cho thấy thừa tướng vẫn còn sống. Ngay lập tức tướng Bích An và Wang Yu thay đổi kế hoạch, hợp tác với Kim Hyun và quân lính lao xuống tường thành tiêu diệt Park tướng quân, ngăn chặn sự nghi ngờ từ phía phe thừa tướng. Trận chiến này dù khiến phe thừa tướng chịu tổn thất nhưng không làm lung lay vị thế của họ. Ngày hôm sau thừa tướng chưa hồi phục hoàn toàn đã chủ trì xét xử vụ án phản loạn, thậm chí sắp xếp nhân chứng giả mạo tố cáo thái hậu. Thái hậu bị giam giữ dù thiếu bằng chứng nhưng việc điều tra trong thời gian này đã đủ để cảnh cáo bà. Với việc thái hậu bị giam, Bắc thị mất đi sự bảo vệ, hoàng hậu muốn hạ thủ với cô ta. Ngày hôm sau hoàng hậu phát ra hai tiếng nôn mửa. Các cung nữ rất vui mừng kết luận rằng hoàng hậu chắc chắn đã mang thai. Nhưng khi thái y đến, ông không phát hiện ra dấu hiệu có thai và nói rằng hoàng hậu không thể sinh con, kết quả này khiến hoàng hậu gần như ngất lịm. Tin tức này nếu lan truyền ra ngoài sẽ khiến người ta cười chê. Vì vậy hoàng hậu bắt đầu nhét đồ vào quần áo để giả vờ mang thai. 6 tháng sau Bắc thị người đã mang thai trước đó sắp sinh nở khiến hoàng hậu ghen tị. Vì vậy hoàng hậu tìm đến anh trai mình là Kim Hyun và yêu cầu anh giết Bắc thị khi cô ta rời cung đi lễ Phật. Kim Hyun cảm thấy rất khó xử vì nếu hành động này không cẩn thận sẽ dẫn đến họa diệt môn. Cha họ cũng không bao giờ đồng ý với việc này nhưng hoàng hậu quyết tâm giết chết Bắc thị, nên Kim Hyun giấu cha tự ý sắp xếp thuộc hạ giả làm cướp núi mai phục trên đường. Khi Bắc thị đến nơi, cô lấy cớ đi tiểu để đuổi người hộ tống đi. Lúc này từ kiệu bước ra một cung nữ tên là Seung Niang. Hóa ra nửa năm trước Wang Yu vua bị lật đổ của Cao Ly đã có quan hệ với Seung Niang và cô mang thai. Với tư cách là một cung nữ, việc này là tội đáng chết. Lần này Bắc thị ra ngoài cung lễ Phật chính là để đưa Seung Niang rời khỏi cung. Trong lúc Seung Niang và Bắc thị chia tay, nhóm cướp giả mạo xuất hiện, giết chết toàn bộ các cung nữ cùng Bắc thị. Seung Niang chứng kiến tất cả nhưng không thể làm gì, cô bỏ chạy vào rừng. Đúng lúc này hai người tâm phúc của Wang Yu xuất hiện kịp thời, thu hút sự chú ý của kẻ âm mưu đi theo hướng khác. Trên đường đi Seung Niang trượt chân và lăn xuống dốc núi. Do bụng bầu bị kích thích, cô sắp sửa sinh nở và chỉ còn cách tìm đến một hang động để sinh con một cách vất vả. Đứa bé sinh ra có 3 nốt ruồi trên chân. Chưa kịp nghỉ ngơi sau khi sinh, cô nghe thấy tiếng của kẻ âm mưu và Seung Niang lại phải mang theo con trên lưng để tiếp tục chạy trốn.
nhưng lần này cô không còn đường thoát đứng trước vách đá dựng đứng. Seung Niang chống cự quyết liệt nhưng vẫn bị kẻ âm mưu bắn trúng bằng một mũi tên. Seung Niang bị thương mất thăng bằng, đứa trẻ bị kéo xuống vách núi và ngay sau đó Seung Niang cũng rơi xuống. May mắn thay Seung Niang được người khác cứu sống và nhờ vào tấm gương đồng mà nữ quan tặng cô mũi tên không thể làm tổn thương cô. Seung Niang trở lại chân vách núi tìm kiếm con mình trong cơn điên cuồng, nhưng chỉ tìm thấy xác của binh sĩ đứa bé đã mất tích. Seung Niang cảm thấy tuyệt vọng đi đến nơi bị cướp tấn công. Cô chôn cất các cung nữ đã chết và khóc nức nở trước mộ của Bắc Thị. Khi nghe tin Bắc Thị và Seung Niang đã chết, nhà vua đau buồn tột cùng. Trong nỗi đau lớn, vua bất ngờ mắc chứng mất tiếng, điều này lại mang lại lợi ích cho thừa tướng. Ông ta trực tiếp lấy ấn chương và đảm nhận vai trò quản quốc. Một vài ngày sau, người tâm phúc của Wang Yu trở lại và khóc lóc kể cho anh nghe tin Seung Niang bị hoàng hậu hãm hại đến chết. Wang Yu vô cùng đau khổ, không ngờ chỉ sau vài tháng xa cách lại phải chia ly mãi mãi. Không còn lý do ở lại Đại Nguyên nữa, Wang Yu muốn phục hồi vị trí vua Cao Ly, nên anh đành phải dùng lý do bệnh tình của cha mình để trở về Cao Ly một chuyến. Lúc này ngày sinh nở của hoàng hậu càng đến gần, cô phải tìm cách lừa qua mắt mọi người. Vì thế cô giả vờ đi cầu phúc cho đứa bé trong bụng muốn ở lại chùa vài ngày. Tại chùa cô yêu cầu thái y điều trị vô sinh nhưng không có kết quả. Thái y thậm chí nói rằng ngay cả nếu Hoa Đà tái thế cũng không thể giúp hoàng hậu. Thượng cung khuyên hoàng hậu nên quay về cung và nói rằng cô đã sảy thai, nhưng hoàng hậu không chịu, sợ rằng nếu không có con nhà vua sẽ cưới thêm nhiều phi tần. Cô không thể chịu đựng được, hoàng hậu hàng ngày siêng năng cầu nguyện mong được Phật tổ ban cho một đứa con. Đúng lúc này tiếng khóc của một đứa bé khiến hoàng hậu tưởng mình ảo giác. Cô chạy ra ngoài và thấy một vị sư đang ôm một đứa bé, nói rằng đứa bé được tìm thấy trong thung lũng. Cha của bé đã chết, hoàng hậu ôm lấy đứa bé và yêu thích nó. Cô bảo thượng cung có cách rồi, hoàng hậu bảo thượng cung đầu độc các sư ở chùa và đốt cháy chùa. Sau đó hai người cùng đứa bé trở về cung. Họ không chú ý đến ba nốt ruồi trên chân đứa bé, hoàng hậu ngồi trên giường la hét hết sức mình. Mọi người bên ngoài đều nghĩ rằng cô đang sinh nở, nhưng thực tế ngay bên cạnh giường một cung nữ đang vội vã bôi máu lên người một đứa trẻ. Khi thời gian đã gần, thượng cung ôm lấy đứa bé và hét lên rằng đã sinh ra một hoàng tử. Cung nữ nhanh chóng bôi máu lên giường tạo ra vẻ như đã sinh nở. Khi màn kịch kết thúc, cha và anh trai, hoàng hậu và các vị tướng quân bước vào và ôm đứa bé mà không rời tay. Dù chỉ là một đứa trẻ được nhặt về từ núi nhưng hoàng hậu đã coi đứa bé như con đẻ của mình và muốn nó trở thành hoàng đế kế nhiệm. Không lâu sau, dưới sự sắp xếp của thừa tướng, các thống đốc của 10 tỉnh lỵ của nhà Nguyên đều đến kinh thành chúc mừng. Nhưng điều bất ngờ là tại hiện trường yến tiệc, 10 thống đốc không hẹn mà cùng đề xuất với thừa tướng về việc nhà vua nên tuyển thêm phi tần. Hoàng hậu lập tức thay đổi sắc mặt và của trách các thống đốc, nhưng không ngờ thừa tướng lại đồng ý với đề xuất của họ. Việc nhà vua nạp thêm phi tần chắc chắn sẽ cần thái hậu để quản lý. Các thống đốc lại đề xuất cho thái hậu phục chức. Thừa tướng tỏ ra không hài lòng và vẫn nói về vụ án phản loạn trước đó. Một thống đốc nói không có bằng chứng cụ thể chứng minh thái hậu tham gia vào vụ án, và các thống đốc khác cũng ủng hộ thừa tướng và phe của ông, tức giận nhưng không thể làm gì. Khi thấy các thống đốc đã chuẩn bị kỹ lưỡng nên chỉ còn cách cười đồng ý. Hoàng hậu lo lắng vì nếu thái hậu trở lại, cuộc sống của cô sẽ trở nên khó khăn. Thừa tướng bỏ ngoài tai ý kiến của hoàng hậu, nâng cốc cùng các thống đốc uống mừng và yêu cầu mỗi tỉnh lỵ đề cử một người ứng cử vào hậu cung. Các thống đốc dĩ nhiên đề cử con gái của mình, ai cũng muốn gắn kết với hoàng tộc. Thừa tướng cũng tính kế này, với việc các con gái của người thống đốc tập trung ở cung điện ít nhiều sẽ giữ chân được họ. Những thống đốc phân tán khắp nguyên quốc, nhưng hoàng hậu không muốn bất kỳ ai trong số họ bước vào hậu cung. Khi các ứng cử viên từ 9 tỉnh đầu tiên được gửi đến, cô gọi họ lại và đưa mỗi người một bát thuốc tránh thai yêu cầu họ uống. Hoàng hậu uống trước một bát, sau đó buộc các cô gái uống hết và giơ bát lên trên đầu. Hành động này đã cho các cô gái trải nghiệm sự tàn nhẫn của hậu cung. Khi lần thứ hai chuẩn bị rót thuốc, ứng cử viên thứ 10 đến, đó chính là Seung Niang. Sau khi mất con, cô đã lang thang đến tỉnh Lưu Dương và được tướng Bích An, một người bạn cũ, che chở. Nhân cơ hội chọn phi, cô nhờ tướng Bích An đẩy mình lên. Mục tiêu của cô là đánh bại các cô gái của các thống đốc trở thành hoàng hậu, từng bước loại bỏ hoàng hậu và thừa tướng, trả thù cho con mình. Các cô gái khác chưa từng trải qua sự tàn nhẫn của Seung Niang nên họ cười nhạo cô vì xuất thân thấp kém. Sớm sau đó, hoàng hậu đến, các cô gái hoảng loạn xếp hàng. Khi thấy Seung Niang, hoàng hậu cũng sững sờ, quả thực không phải oan gia không gặp mặt. Hoàng hậu hỏi Seung Niang tại sao lại có mặt ở đây, Seung Niang chỉ cười một cách bí hiểm. Thái hậu bước vào và nói đó là người được tỉnh Lưu Dương đề cử. Sau đó thông báo cuộc thi chọn phi tổng cộng có 3 vòng. Vòng đầu tiên là xem tướng mạo sẽ được tổ chức ngay hôm nay, nhưng hoàng hậu lại nói rằng nhà tướng số của đại thử quan hôm nay không thể đến. Cô trực tiếp nói rằng đại thử quan toàn là người của thái hậu. Cô không yên tâm, vì vậy cô yêu cầu họa sĩ vẽ chân dung rồi gửi đến đại thử quan. Như vậy sẽ không biết ai là ai công bằng hơn, nhưng cô vẫn xem thường thái hậu. Ngay cả với chân dung, thái hậu cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Bà tặng châm cài đặc biệt cho con gái của những thống đốc bà ưng ý. Khi các nhà tướng số thấy châm cài, họ biết đó là người của thái hậu. Quả nhiên khi kết quả được công bố, hoàng hậu sốc đến nỗi rụng cả răng. Seung Niang mà cô ghét nhất cũng được chọn. Ngày hôm sau, nhà vua trông mệt mỏi ngồi trên triều đình, chuẩn bị gặp gỡ các ứng viên hậu cung từ các tỉnh. Đột nhiên biểu hiện của nhà vua trở nên hứng khởi, ở cuối hàng người Seung Niang đột ngột xuất hiện. Trong khoảnh khắc ấy, nhà vua, người đã mất khả năng nói từ lâu, bất ngờ gọi tên Seung Niang. Khi dẫn các ứng viên rời đi, một thái giám đã kéo Seung Nam vào một phòng nhỏ, khuyên cô đừng mạo hiểm một lần nữa rút lui khỏi cuộc thi hậu cung. Seung Niang giải thích cô trở lại không phải vì danh vọng, mà là vì những cung nữ đã chết thảm, họ sống ở đất khách quê người, đã khó khăn lại còn bị người Nguyên đối xử tàn nhẫn. Lần này Seung Niang vào cung mục đích là để leo lên vị trí cao.
trở thành lực lượng bảo vệ những cô gái cao ly trong cung. Seung Niang biết trong lòng thái giám cũng muốn bảo vệ đồng bào, nếu không thì sẽ không giới thiệu Bắc thị trở thành hậu cung của nhà vua. Đáng tiếc là Bắc thị số mệnh mong manh bị hoàng hậu áp bức, vì vậy Seung Niang muốn gánh vác trọng trách của Bắc thị để cho những người cao ly trong cung được miễn khỏi sự đàn áp. Lời của Seung Niang khiến lòng thái giám trở nên dao động. Sau khi gặp Seung Niang, chứng mất tiếng của nhà vua đã khỏi hẳn, anh bí mật gặp gỡ Seung Niang. Nhà vua ôm chặt Seung Niang, tưởng rằng cô trở về vì mình, nhưng không ngờ rằng biểu hiện của Seung Niang lạnh lùng, không hề có niềm vui khi gặp lại. Cô thẳng thắn nói rằng mình trở lại để loại bỏ thế lực của thừa tướng, trả thù cho người thân và bạn bè bên cạnh, và vì điều này cô cần sự giúp đỡ của nhà vua, bởi vì thừa tướng là mục tiêu báo thù chung của cả hai. Nhưng nhà vua lại rụt rè, lần trước chống lại thừa tướng đã thất bại, chỉ nhận về những sự sỉ nhục càng thêm tăng trong lòng nhà vua đã mất đi hy vọng. Vòng thứ hai, hoàng hậu quyết định không cho Seung Niang bất kỳ cơ hội nào. Thử thách đầu tiên do hoàng hậu đặt ra là làm món ăn quý giá nhất của cung điện. Người phụ nữ này mở ra một cái vung, bên trong là một bát có màu trắng. Hoàng đế trông vô cùng kinh ngạc, thái hậu còn tràn đầy hoài nghi, hoàng hậu thì đầy khinh bỉ. Hãy biết rằng đây là việc chọn phi tần cho hoàng đế. Như lời nói tiếp theo của Seung Niang đã làm họ câm nín, đó là cái gì? Đó là một đĩa muối. Seung Niang nói rằng mọi món ăn trên trần gian đều có thêm muối, giống như người dân hưởng thụ sự ấm áp và quan tâm của hoàng đế. Màn trình diễn này khiến mọi người tại trường đều kinh ngạc, nhưng hoàng hậu lại la mắng cô ta đang mê hoặc mọi người. Đó không phải là lời mê hoặc mà là lời ca ngợi sâu sắc. Hoàng đế rất hài lòng và cho cô ấy 5 điểm. Nhưng không ngờ hoàng hậu với tư cách là người chủ trì kỳ thi đã cho Seung Niang 1 điểm không. Tại sao lại như vậy? Theo lý thì hoàng hậu nên dùng đức độ để thuyết phục người khác, nhưng ai ngờ cô ta lại hùng hổ áp đảo, dù hoàng đế và thái hậu không hài lòng nhưng cũng không làm gì được. Vì cha của hoàng hậu là đại thần chính trị tay nắm quân đội, hoàng đế chỉ là bù nhìn. Mới đây hoàng hậu đã cố tình gây khó dễ cho Seung Niang, không cho cô vào bếp. Căn bếp có thể sử dụng đã không còn nữa, cô ấy chỉ có thể nhìn người khác nấu ăn. Chờ đến khi mọi người làm xong, trong bếp chỉ còn lại muối, không còn nguyên liệu nấu ăn nào nữa và thời gian cũng sắp hết. Cuối cùng phải làm gì đây? Trong lúc cấp bách, cô ấy cuối cùng chỉ đưa ra một bát muối. Thế nhưng cô đã trở thành gai trong mắt, đinh trong thịt của hoàng hậu. Seung Niang cũng coi như đã vượt qua vòng thứ hai. Tiếp theo là vòng cuối cùng, hoàng hậu mời các học giả hàng đầu của quốc tử giám ra đề khó nhất. Sợ do gì đề bài nên còn gọi vệ sĩ canh gác ngày đêm cho đến khi kết thúc tuyển chọn mới được rời đi. Vòng này hoàng hậu muốn các cô gái đều phải quay về nhà. Như vậy hậu cung mới tiếp tục là thế giới của cô ta. Cung nữ này tự tin mang đề thi lên, mở ra thì thấy là một bức họa yêu cầu nêu ra ý nghĩa của nó. Các cô gái sau khi xem xong liền mải mê viết, trong khi hoàng hậu lại hiện ra nụ cười quỷ dị trên bức họa là Quan Âm Bồ Tát. Giữa là hai người phụ nữ đang đốt lửa nấu cơm. Phía dưới một người dắt bò và một người khác tán gẫu, nhìn thoáng qua hình ảnh một thời bình thịnh. Nhưng Seung Niang cho rằng quá đơn giản, hoàng hậu không thể ra để quá dễ dàng. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, các cô gái khác đều đã nộp bài. Bất chợt cô ấy nghĩ ra điều gì đó, nơi lẽ ra phải có củi lại không có gì cả, thay vào đó là việc phá nhà lấy củi đốt. Thậm chí cả con trâu duy nhất giá trị trong nhà cũng bán đi chỉ để giải quyết nỗi khổ trước mắt, không nghĩ đến việc làm thế nào để sống vào năm sau. Ý nghĩa của bức tranh này hoàn toàn trái ngược với thời bình thịnh thế. Quốc tử giám công bố đây mới là câu trả lời đúng. Seung Niang thành công vượt qua vòng thi này. Hoàng hậu không còn lý do gì ngăn cản Seung Niang nhập cung. Và như vậy Seung Niang cùng với 5 cô gái khác được phong làm tài nhân hạng 5, chính thức bước vào hậu cung, cuộc chiến thực sự bắt đầu. Vị phi tần này chủ động tấn công, đầu tiên cô ta khiến hoàng đế mỗi đêm đều chọn cô. Nhưng đến cung điện cô không làm chuyện chính mà lại lén lút dạy hoàng đế đọc sách và viết chữ. Nhưng trong cùng đầy dãy gián điệp, liệu họ có thể trốn thoát khỏi ánh mắt của gián điệp không? Vị hoàng đế này có hơn 7.000 bà vợ nhưng lại không biết một chữ. Để tránh bị phát hiện, họ mỗi đêm đều gọi một bàn đầy thức ăn các thái giám ăn no nê. Trong khi đó hoàng đế lại thức khuya học hành luyện viết. Những tờ giấy đã viết xong còn phải bí mật đốt đi. Tại sao lại như vậy? Bởi vì anh ấy là hoàng đế, một con rối hoàng đế. Cần biết rằng khắp nơi trong cung đều có tai mắt của hoàng hậu. Cha hoàng hậu tay nắm quân lực đã phục vụ qua 9 đời hoàng đế. Những vị hoàng đế này chết không rõ nguyên nhân, đều chết một cách mơ hồ không rõ ràng. Để sống thêm vài tập phim, hoàng đế đã giả vờ là một kẻ ham mê rượu chè, khiến người khác lầm tưởng anh chỉ mải mê trong rượu thịt. May mắn thay họ đã thành công lừa gạt mọi người. Hoàng hậu nghe tin hoàng đế mỗi đêm chỉ sủng ái một phi tần, tức giận không chịu nổi. Vì thế vào một buổi sáng sớm, cô ta sai cung nữ mang đến cho Seung Niang một bát nước độc để rửa mặt. Seung Niang không phải là dạng vừa cô vừa chạm tay vào bát nước đã ngửi thấy mùi lạ. Đó là hỗn hợp của nhiều loại thảo dược có thể làm bỏng mặt người. Cô không hề biểu hiện, lại gần cung nữ rồi đột ngột đổ bát nước vào mặt họ. Hoàng hậu thua trong hiệp đầu tiên, không cam lòng cô ta lại sử dụng thủ đoạn. Sáng hôm sau trong buổi lễ sớm, Seung Niang ăn mặc lộng lẫy, hoàng hậu tiến lên mắng cô một trận còn muốn cởi đồ của cô. Lúc này Seung Niang mới phát hiện ra các phi tần khác đều mặc trang phục giản dị. Hóa ra hôm nay là ngày giỗ mẹ của hoàng hậu. Cô ta đã thông báo cho các phi tần khác, cố ý sai cung nữ bỏ sót Seung Niang chỉ để làm khó cô. Hoàng hậu lấy cớ này cầm roi đánh cô một trận. Hoàng hậu tiếp tục đánh một roi, cô ấy còn có thể chịu được. Nhưng sau 2, 4, 5, 6, 7, 800 roi, lưng cô đã bị đánh rách ra. Nhưng hoàng hậu không hề có ý định dừng tay. Khi hoàng đế biết được, anh muốn tiến lên ngăn cản nhưng lại bị người dưới cản lại. Phải biết rằng vị hoàng đế này là người yếu đuối nhút nhát. Không ngoài dự đoán, hoàng đế lại một lần nữa không dám làm gì. Seung Niang dù bị đánh không hề kêu la, thậm chí hơi thở cũng không hề loạn nhịp.
Cô ấy vốn nổi tiếng là người tàn nhẫn cuối cùng, hoàng hậu mệt mỏi và dừng tay cuối cùng là vì cái gì? Thông thường đánh người là do thái giám làm, nhưng lần này cô ta lại tự tay hành động. Tại sao lại như vậy? Vì ghen tuông và cũng để thiết lập uy quyền. Động thái của hoàng hậu này như giết gà dọa khỉ, hiệu quả ngay lập tức, làm cho các phi tần hậu cung không dám lên tiếng. Nhưng Seung Niang cũng không phải dạng dễ chọc, chịu đựng nhiều roi như vậy mà không hề kêu lên một tiếng, bởi vì trong lòng cô ẩn chứa một nỗi hận. Nghỉ ngơi một ngày, cô gọi cung nữ lại hỏi ai là người sai bảo họ không thông báo. Cung nữ muốn xoa dịu nhưng Seung Niang một roi đánh xuống. Thấy cô nghiêm túc, cung nữ đã thú nhận là cung nữ Jeon. Người tâm phúc của hoàng hậu Seung Niang tìm đến Jeon đánh xong vẫn chưa hết giận. Ngày hôm sau cô ấy gọi hoàng đế đến ngồi trấn bảo các cung nữ chỉ ra Jeon. Hoàng hậu muốn bảo vệ Jeon nhưng không thể. Jeon bị kéo ra đánh mạnh 20 trượng. Cuộc chiến giữa hai người diễn ra không ngừng, không phân thắng bại. Hoàng hậu không thể chờ đợi nữa, cô muốn tìm cơ hội để đặt Seung Niang vào chỗ chết. Seung Niang cũng không nhàn rỗi. Do hoàng hậu sợ các phi tần mang thai đe dọa vị trí của mình nên hàng ngày bắt họ uống thuốc tránh thai. Các phi tần cũng khổ sở không kém, muốn hối lộ hoàng hậu để tránh uống thuốc, nhưng hoàng hậu không đồng ý. Họ chuyển mục tiêu hối lộ sang cung nữ Jeon, người phụ trách thuốc. Ai ngờ Jeon mặt ngoài một đằng sau lưng một nẻo, vừa nhận quà từ phi tần nhưng vẫn tiếp tục nấu thuốc tránh thai, khiến các phi tần hoàn toàn tuyệt vọng. Seung Niang nắm bắt cơ hội tìm một phi tần tên là Misun, nói rằng cung nữ Jeon là người của hoàng hậu, không thể vì chút tiền bạc mà liều mạng phản bội cô ta. Misun nhận ra sự ngu ngốc của mình, hỏi Seung Niang nên làm thế nào. Ai ngờ Seung Niang lập tức tát một cái nhưng không giải thích lý do. Nhưng rõ ràng điều này không đủ, hai người lại đánh nhau trước mặt các phi tần khác. Tin tức truyền đến hoàng hậu, cô trong lòng lại mừng thầm, bởi giờ Seung Niang đã phạm lỗi. Nếu cô ta không chịu uống thuốc tránh thai, hoàng hậu lại có lý do để trừng phạt Seung Niang. Sáng hôm sau, hoàng hậu trước tiên hỏi về sự việc đánh nhau hôm qua. Seung Niang vui vẻ thừa nhận có chuyện đó. Hoàng hậu yên tâm, giỏi lắm, rồi bảo cung nữ mang thuốc lên. Cô biết tính cách của Seung Niang chắc chắn sẽ không uống. Khi đến thời điểm đó, cả hai tội danh đánh người và chống lệnh sẽ được tính cùng nhau, nhằm trừ khử hoàn toàn Seung Niang. Nhưng lần này lại xuất hiện một tai nạn bất ngờ. Hoàng hậu mang thuốc tránh thai đã chuẩn bị sẵn đến trước mặt các phi tần. Các phi tần sợ hãi trước sự tàn nhẫn của hoàng hậu liền uống hết. Nhưng ngay sau khi uống xong, Misun bỗng nhiên ôm cổ giống như bị đầu độc và ngã xuống. Thái giám lập tức tiến lên dùng bút bạc kiểm tra, phát hiện cô đã bị đầu độc. Thái hậu đến không sớm không muộn hỏi xảy ra chuyện gì, sau đó nhìn về phía hoàng hậu. Hoàng hậu hoảng sợ phủ nhận không phải mình làm. Thái hậu nói sẽ tự mình điều tra sự việc này. Vì vậy trong tình huống mà hoàng đế cùng các đại thần đều có mặt, bà ta yêu cầu thái y kiểm tra xem thuốc có độc không. Sau một loạt thao tác, phát hiện trong thuốc không hề có độc. Hoàng hậu nghe được kết luận này, vẻ mặt lập tức trở lại kiêu ngạo như trước, bởi mình đã được loại trừ khỏi danh sách nghi phạm, không thể bỏ lỡ cơ hội bắt kẻ đã đầu độc. Tuy nhiên đến bước này mới chính là bắt đầu kế hoạch thực sự của Seung Niang. Cô nói với Bích An tướng quân và quân sư rằng lần này cô sẽ sử dụng kế hoạch tự làm tổn thương mình. Cung nữ Jeon đến bên ngoài phòng của Misun để tìm hiểu tình hình. Vô tình biết được sau khi cãi nhau với Seung Niang, Misun đã ăn một miếng bánh mà Seung Niang đã gửi tới để xin lỗi. Hoàng hậu lập tức nảy ra ý tưởng có thể sử dụng manh mối này để buộc tội Seung Niang đầu độc trong bánh, âm mưu giết hại Misun. Ngày hôm sau, cung nữ Jeon lan truyền tin đồn khắp nơi, lập tức hậu cung đầy rẫy lời đồn về việc Seung Niang âm mưu giết hại Misun. Ngay cả vua cũng nghe được tin, nhưng Seung Niang vẫn bình tĩnh, lập tức tìm đến hoàng hậu trình bày toàn bộ kế hoạch của mình. Hoàng hậu nghe xong thậm chí còn cười lớn, rất hài lòng với mưu kế của Seung Niang. Bà ta coi hoàng hậu như cái gai trong mắt. Trong buổi lễ sáng hôm đó, hoàng hậu ban đầu định sau khi các phi tần uống xong thuốc sẽ lấy cớ đầu độc để bắt giữ Seung Niang, nhưng không ngờ Seung Niang cũng uống thuốc và ăn những quả táo đỏ bên trong, sau đó ngã xuống và không dậy nổi cũng là do đầu độc. Thái hậu lại đến không sớm không muộn, bà ta cho rằng đây là do sự ganh ghét lẫn nhau trong hậu cung dẫn đến đầu độc, yêu cầu hoàng hậu tăng cường điều tra. Lúc này vị thái y phát hiện hai hạt táo trong miệng Seung Niang, sau khi kiểm tra độc chất chính là trong quả táo. Để thiết lập uy quyền, hoàng hậu rất quan tâm đến vụ này, trước tiên bắt giữ cung nữ và quản gia nấu thuốc, tra khảo nghiêm ngặt để hỏi hung thủ nhưng không thu được gì. Sau đó cô cùng với nhóm giám sát cung nữ đi khám xét phòng ngủ của các phi tần xem ai giấu táo độc. Những phi tần này đều là con gái của các vương tước, bị đối xử như vậy các vương tước liền vào kinh đô tìm đến thừa tướng để bàn bạc. Thừa tướng rõ ràng thiên vị hoàng hậu, dùng quyền lực để áp chế các vương tước, nhưng cũng hứa hẹn sau khi tìm ra hung thủ sẽ xử lý nghiêm khắc. Sau khi tìm kiếm xong các phi tần, hoàng hậu lại đến khám xét nơi ở của thái hậu. Thái hậu vui vẻ đồng ý. Sau một hồi lục lọi, hoàng hậu không tìm được gì, thấy thời cơ đã chín muồi, Seung Niang người vừa mới hồi phục nói rằng còn một nơi chưa kiểm tra, đó là chính điện của hoàng hậu. Hoàng hậu không muốn, nhưng lúc này thái hậu ở bên cạnh bênh vực, cho rằng nếu kiểm tra thì phải làm cho thấu đáo để mọi người không còn gì để nói. Đành lòng hoàng hậu đồng ý, một đoàn người hùng hậu tới phòng ngủ của hoàng hậu, tìm từ trái sang phải cũng không thấy gì. Một cung nữ mở một chiếc hòm trang sức, đây là thứ không lâu trước đây một thương nhân Tây vực đã lén lút tặng cho hoàng hậu. Seung Niang nói muốn xem và cố ý hỏi thứ đồ này từ đâu đến. Hoàng hậu không vui và lập tức muốn giành lại chiếc hòm. Trong quá trình giằng co, chiếc hòm bị lật đổ, bất ngờ có một số quả táo rơi từ hòm trang sức của hoàng hậu. Hoàng hậu trong cơn hoảng loạn cố gắng biện hộ cho đến cùng. Seung Niang nhặt lên một quả táo đỏ nói rằng nếu đây không phải là táo độc hãy để hoàng hậu ăn thử. Hoàng hậu do dự không dám ăn, một người hầu bên cạnh cô ta giật lấy quả táo và nuốt chửng, không có dấu hiệu bị đầu độc, nói rằng nó thật thơm. Hoàng hậu tự mãn quay đầu bắt đầu giáo huấn Seung Niang,
Nhưng Seung Niang không vội bởi vì chiếc hòm trang sức và quả táo kia chính là cô gửi người giả trang thành thương nhân tặng cho hoàng hậu, mục đích là để bây giờ tìm ra vật chứng lật đổ hoàng hậu. Đúng như dự đoán, khi hoàng hậu lại sắp phát huy quyền lực, thượng cung bên cạnh cô ta bỗng nhiên bị độc phát tác và ngất xỉu. Lần này hoàng hậu không thể biện bạch. Tiếp theo thái hậu và hoàng đế ngồi chủ trì muốn xét xử tội của hoàng hậu. Toàn bộ quan lại cũng đồng loạt hô to nên loại bỏ hoàng hậu có lòng dạ độc ác. Hoàng hậu người luôn kiêu ngạo lần này cũng hoảng sợ hét lên nói không phải mình làm. Nhưng thái hậu đã sớm thông đồng với Seung Niang, lần này tuyệt đối không thể cho hoàng hậu cơ hội lật ngược tình thế. Các đại thần cũng liên tục chỉ trích hoàng hậu, cô ta hoàn toàn thua thiệt. Đúng lúc này cha của hoàng hậu bất ngờ dẫn quân vào đại điện. Dựa vào quyền lực của mình, thừa tướng trước tiên làm dịu tiếng phản đối từ quân thần, sau đó bắt đầu đàm phán với thái hậu, dù rằng cả người lẫn vật chứng đều đã bắt được. Thừa tướng đành chấp nhận phương án thấp hơn, yêu cầu giữ vị trí hoàng hậu cho con gái mình, nhưng phải vào lãnh cung tự kiểm điểm thái hậu, thêm một điều kiện phải thu hồi ấn chương của hoàng hậu, để dù hoàng hậu có ra ngoài cũng không thể như trước nữa. Thừa tướng do dự một lúc nhưng cuối cùng đồng ý với kế hoạch này. Sau khi giúp quân, hoàng hậu và Seung Niang lại gặp nhau một lần nữa. Cô cũng nhận ra đây chắc chắn là mưu mô của Seung Niang, vung tay định đánh. Nhưng lúc này Seung Niang không cần nhịn nhiều nữa. Hoàng hậu bị đưa vào lãnh cung, Seung Niang được phong làm chức tài nhân hạng 3. Cô lại gần một bước với vị trí chủ nhân thực sự của hậu cung, nhưng nguy hiểm cũng tăng lên. Khi biết được là Seung Niang đã thiết kế bẫy hãm hoàng hậu, làm cho hậu cung không còn nằm trong tầm kiểm soát của mình, thừa tướng ngay lập tức tăng tốc bức ép hoàng đế thoái vị. Ông ta thậm chí đã trực tiếp soạn thảo chỉ dụ thoái vị và yêu cầu hoàng đế đóng dấu. Nhìn thấy xung quanh toàn là người của thừa tướng, hoàng đế chỉ có thể nghe theo. Khi Seung Niang biết được chuyện này, cô ngay lập tức tìm đến tướng Bích Can, yêu cầu tướng Bích An sắp xếp cho các vương tước gặp mặt hoàng đế. Chỉ cần có 10 vương tước liên minh phản đối mới có thể ngăn chặn việc thoái vị. Sau đó cô còn giúp hoàng đế phân tích, đầu tiên có 5 vương tước là cha vợ của hoàng đế, chắc chắn họ không muốn hoàng đế thoái vị. Trong số 5 người này có 2 người lại quan hệ tốt với 5 người còn lại, có thể thuyết phục họ, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là trong cuộc gặp với các vương tước, hoàng đế phải đưa ra chứng cứ khiến các vương tước phản đối thừa tướng. Vào buổi tối, các vương tước đến đại điện hoàng đế nhanh chóng yêu cầu họ ủng hộ mình để lật đổ thừa tướng. Các vương tước e ngại sức mạnh của thừa tướng không dám đồng ý. Lúc này hoàng đế nói với họ rằng tiền giả tràn lan ở các quốc gia gây thâm hụt, những đồng tiền giả này đều do thừa tướng tạo ra, sau đó lại thông qua gián điệp đặt trong nội bộ họ để đổi tiền giả lấy tiền thật, kiếm tiền rồi lại cho họ vay làm trò chơi với họ. Hoàng đế thậm chí hứa hẹn vào ngày thoái vị sẽ bắt giữ tất cả gián điệp ở các quốc gia và giao cho các vương tước. Nghe thấy điều này, các vương tước mới quyết định ủng hộ hoàng đế. Vài ngày sau, tại buổi triều chính, thừa tướng cầm chỉ dụ thoái vị chuẩn bị công bố hoàng đế sẽ thoái vị. Hoàng đế yêu cầu xem chỉ dụ, thừa tướng còn tưởng rằng hoàng đế không biết đọc, muốn giả vờ một chút. Không ngờ hoàng đế đọc lên, mọi người đều ngạc nhiên không thôi. Sau khi đọc xong, hoàng đế nói đây không phải là ý chỉ của chẫm, chẫm muốn thu hồi chỉ dụ thoái vị. Lúc này thừa tướng muốn ép cung yêu cầu các vương tước bỏ phiếu, họ do dự không quyết. Đột nhiên thái hậu dẫn theo gián điệp từ các quốc gia đến điện. Các vương tước cuối cùng tin rằng thừa tướng luôn lừa dối họ, họ nghiêng về phía hoàng đế và chỉ dụ thoái vị bị thu hồi. Cuộc đấu tranh quyền lực giữa hoàng đế và thừa tướng bước vào giai đoạn căng thẳng. Biết được tin Seung Niang vẫn còn sống, người thân cận lập tức báo cho Wang Yiwu biết. Ông lão nói Seung Niang được tướng Bích An cứu mang, vì vậy chỉ cần chờ tướng Bích An trở lại tỉnh Liêu Dương sẽ có thể gặp cô. Wang Yiwu vui mừng đến rơi nước mắt, mong chờ ngày gặp lại. Vài ngày sau, quân sư trở về tỉnh Liêu Dương và gặp Wang Yiwu. Quân sư mới nói với Wang Yiwu rằng Seung Niang đã vào cung làm phi tần. Wang Yiwu tức giận nghĩ rằng Seung Niang bị ép buộc vào cung, nhưng quân sư nói rằng việc Seung Niang vào cung hoàn toàn là tự nguyện. Để trả thù gia đình thừa tướng, quân sư thẳng thắn nói rằng hiện tại Seung Niang đang mang trên mình một sứ mệnh quan trọng, không chỉ vì bản thân cô mà còn mang theo hy vọng của tướng Bích Can và quân sư, khẩn cầu Wang Yiwu đừng tiếp tục quấn lấy cô. Tuy nhiên Wang Yiwu không thể chấp nhận sự thật này, anh không thể hiểu tại sao Seung Niang lại quyết định như vậy. Khi Wang Yiwu và nhóm của mình trở về cung nhà Nguyên, Seung Niang không muốn gặp anh riêng. Wang Yiwu chỉ còn cách tuân theo nghi lễ cung đình để xin gặp hoàng đế. Cuối cùng Seung Niang đồng ý gặp Wang Yiwu bên cạnh hoàng đế, chỉ là cô yêu cầu hoàng đế tạm thời rời đi để cô và Wang Yiwu có thể nói chuyện riêng. Cách xử sự của Seung Niang thẳng thắn nhưng xa cách, liên tục nhắc nhở Wang Yiwu rằng bây giờ cô đã là phi tần của hoàng đế, và Wang Yiwu cũng hiểu được ý nghĩa đằng sau điều này. Sau một cuộc trò chuyện ngắn ngủi, hai người nhanh chóng chia tay. Trước khi ra đi, Wang Yiwu nói với Seung Niang rằng từ nay về sau anh cũng sẽ từ bỏ Seung Niang, và họ sẽ tiếp tục tiến lên trên con đường của mình, không cần khóc lóc hay hối tiếc. Sau khi quyết định, Seung Niang và Wang Yiwu đều khóc một trận. Từ đó họ trở thành người xa lạ, mỗi người một phương trời. Một năm trôi qua dưới sự tác động liên tục của phe thừa tướng, hoàng hậu được thả ra từ lãnh cung. Khi hoàng hậu ra lệnh, tất cả quản gia và người hầu trong cung đều quay lưng rồi lại quay lại theo lệnh khác. Hành động này chỉ để cho hoàng hậu biết giờ đây ai mới là người quyết định trong hậu cung. Hoàng hậu tức giận không thể kiềm chế, một phi tần từ nô lệ mà dám thách thức quyền uy của cô. Cô bước ra khỏi đại điện cười to, người hầu bên cạnh nghĩ cô bị tức điên. Cô sáng nay quên uống thuốc à? Hoàng hậu nói cứ để cô ta nhảy múa, chỉ còn 2 ngày nữa thôi. Hóa ra cha của hoàng hậu đang lên kế hoạch ám sát hoàng đế, sau khi thành công sẽ đưa thế tử lên ngôi. Một vài ngày sau, cuộc thi săn bắn hoàng gia bắt đầu. Tất cả quyền quý đều tham gia, đó chính là ngày thừa tướng chọn để ám sát hoàng đế. Hoàng đế muốn thể hiện sự dũng mãnh của mình, cùng với sủng phi Seung Niang đơn độc tiến vào rừng cây.
Hai người còn thi xem ai săn được nhiều hơn, vì thế họ tách ra hoạt động riêng. Seung Niang xuống ngựa dưới tán cây, trong khi hoàng hậu dẫn theo một nhóm người ẩn nấp gần đó. Bẫy mà họ thiết lập gặp sự cố không thể giết chết Seung Niang, hoàng hậu chỉ có thể dẫn người xông ra. Seung Niang từ nhỏ đã luyện võ, vừa đi vừa chiến đấu giết chết tất cả những kẻ đuổi theo. Hoàng hậu cầm cung tên tự mình ra trận, cô ta nghĩ mình chắc chắn thắng, nhưng không ngờ dưới lời chế nhạo của Seung Niang, hoàng hậu tức giận mà bắn hụt ngược lại. Seung Niang dùng dao kề vào cổ hoàng hậu ép cô ta vào cây. Hoàng hậu bắt đầu van xin Seung Niang liệt kê những cung nữ và tài nữ bị hoàng hậu hại chết. Sau đó cắm dao vào cây, cô muốn để hoàng hậu nhìn thấy cha và anh trai của mình lần lượt chết đi. Sau đó mới đến lượt trừng phạt hoàng hậu. Trên đường về, Seung Niang nhận được tin tức từ hoàng đế, nhưng đúng lúc đó một lưới lớn từ trên trời giáng xuống bắt cô. Tiếp theo là một loạt mũi tên tăm tối bắn tới. Hoàng đế ôm lấy Seung Niang chịu một mũi tên thay cô. Lực lượng phục kích xuất hiện, vệ binh của hoàng đế bị hạn chế và nhanh chóng bị tiêu diệt. Các tên phục kích theo đuổi hoàng đế, nhưng Wang Yu, vua của Cao Ly, cùng người của mình chặn đứng trước mặt kẻ đuổi theo. Dù không muốn bỏ Seung Niang, nhưng cuối cùng với sự giúp đỡ của quân cứu viện, họ mới vừa vặn thoát nạn. Cuộc săn bắn tiếp tục cho đến tối, vì mũi tên có độc hoàng đế đã gần như kiệt sức. Quá trình chạy trốn bị chậm lại và cuối cùng hoàng đế bị thừa tướng bao vây. Thừa tướng muốn đưa hoàng đế đi, nghĩ rằng mình đã nắm chắc thắng lợi. Không ngờ tướng Bích An dẫn quân tới đối đầu với thừa tướng. Phe thừa tướng bị vây giữa chỉ có thể đồng ý để tướng Bích An đưa hoàng đế đi. Thừa tướng ngay lập tức bắt đầu sắp xếp các công việc tiếp theo. Ông ta yêu cầu Byung Soo, người trực tiếp phục kích với quân đội, chịu trách nhiệm về vụ này. Trên triều đình, thái hậu tra hỏi thừa tướng về việc âm mưu hại hoàng đế. Thừa tướng lập tức phản bác, nói rằng mình không tham gia, chỉ thấy hoàng đế bị thương muốn đưa đi chữa trị thật là quỷ quyệt. Sau đó ông ta lại đưa Byung Soo lên triều. Người này nói rằng mục đích chỉ là giết chết Seung Niang, nhưng không ngờ lại vô tình làm hoàng đế bị thương. Thái hậu hỏi tại sao lại muốn giết Seung Niang. Byung Soo nói rằng nhiều năm trước chính anh đã đưa Seung Niang vào cung làm nô tỳ, và cô ta vẫn giữ mối hận sợ cô ta trả thù nên muốn giết. Seung Niang bảo anh ta nói dối. Lúc này con trai của thừa tướng nói rằng vua Wang Yu của Cao Ly có thể làm chứng, bởi anh ta đã có quan hệ sâu đậm với Seung Niang. Mọi người nhìn về phía Wang Yu và anh xác nhận những gì Byung Soo nói là sự thật. Byung Soo bị đưa đi, phe thừa tướng coi như đã hy sinh quân cờ để bảo toàn mạng sống. Seung Niang nhìn Wang Yu với ánh mắt phẫn nộ, cô không hiểu tại sao người yêu cũ lại phản bội mình. Chỉ có Wang Yu biết rằng thừa tướng đã chuẩn bị hai kế hoạch. Nếu Byung Soo không chiến thắng sẽ có người tấn công vào cung điện. Khi đó cả hai bên đều thua, Seung Niang cũng khó thoát khỏi cái chết. Anh không ngại bị hiểu lầm, chỉ muốn bảo vệ Seung Niang vì sự biết ơn khi hoàng đế đã cứu mạng mình. Seung Niang chăm sóc hoàng đế không quản ngày đêm. Vài ngày sau hoàng đế hồi phục, Seung Niang, người chưa từng quan hệ với hoàng đế, quyết định hôm nay sẽ thỏa mãn nguyện vọng của hoàng đế. Cô nàng này khiến hoàng đế mỗi ngày đều gọi phun tên mình, nhưng chưa bao giờ cho hoàng đế gần gũi, dùng chiêu muốn bắt phải giả vờ thả suốt một năm. Cuối cùng nàng cũng nghĩ thông, tự mình tắm rửa cạo lông sạch sẽ, thoa một chút son môi đỏ, mặc một bộ đồ đỏ, từ từ bước tới giường rồng. Hoàng đế người đang chờ đợi nóng lòng, mắt tròn mắt dẹt. Không lâu sau hoàng hậu biết được chuyện này tức giận không thôi. Cô ta chặn đường Seung Niang, đẩy Seung Niang xuống cầu thang. Seung Niang ngất xỉu tại chỗ và được quản gia đưa về phòng. Khi gọi thái y đến, thái y kiểm tra mạch và hớn hở nói rằng có tin vui. Hoàng đế không tin nổi, nhanh vậy sao? Lúc này hoàng hậu vẫn đang đắm chìm trong cảm giác thú vị khi đẩy người. Cung nữ Jeon chạy vào báo tin cô ấy có thai rồi, thật là vui mừng hóa bi thương. Hoàng hậu tức giận đến không nói nên lời, còn đau khổ hơn là chuyện sau này. Khi hoàng hậu trở về cung, hoàng đế ngay lập tức tìm đến, nhắc nhở hoàng hậu không được như lúc âm mưu hại Bắc thị, đừng có ý định làm hại Seung Niang. Hoàng hậu cũng đưa ra điều kiện, yêu cầu hoàng đế phong con trai của mình là Kim Jun làm thế tử thì sẽ bỏ qua cho Seung Niang. Hoàng đế không phản ứng, quay lưng đi, làm hoàng hậu càng tức giận hơn. Lúc này thượng cung nói với hoàng hậu có một loại pháp thuật có thể giết người không để lại dấu vết. Hoàng hậu lập tức hứng thú trở lại, họ tìm đến phù thủy. Phù thủy nói với hoàng hậu pháp thuật này sẽ khiến người bị nguyền rủa mỗi đêm gặp ác mộng, cuối cùng kiệt sức mà chết. Nhưng nếu người bị nguyền rủa có số mệnh mạnh mẽ, không những pháp thuật sẽ không hiệu quả mà còn có thể chuyển sang người thân của kẻ đã nguyền rủa. Hoàng hậu bị sự tức giận chi phối, không quan tâm đến những hậu quả đó, yêu cầu phù thủy chỉ cách nguyền rủa. Dưới sự chỉ đạo của phù thủy, thượng cung thu thập nội y của Seung Niang, mua máu chó tươi ngoài cung, sau đó chôn bảng gỗ có tên Seung Niang ở sân trước của phòng ngủ, đó chính là giấy thông hành vào âm phủ. Phù thủy đưa cho hoàng hậu 30 lá bùa chú, chỉ cần mỗi đêm đốt một lá, trước khi đốt hết Seung Niang sẽ chết khổ sở do ác mộng và không thể ăn uống. Mọi thứ chuẩn bị xong, phù thủy bắt đầu thực hiện nghi lễ, chỉ thấy một đám khói đen từ lò hương bay lên, cuối cùng hóa thành hình dạng con chó săn xâm nhập vào giấc mơ của Seung Niang. Trong mơ, chó săn lao vào cô, Seung Niang giật mình tỉnh giấc, nhưng cô phát hiện trên tay mình thực sự có vết cắn của chó săn. Liên tục vài ngày như thế, Seung Niang bắt đầu không chịu nổi, sắc mặt tái nhợt, sụt cân nghiêm trọng. Cô tìm đến quân sư Jin, người đã trải qua nhiều và am hiểu sâu rộng. Nghe xong, quân sư liền hỏi Seung Niang có vết thương do cắn không. Seung Niang kinh ngạc lộ ra vết thương. Quân sư nói với cô rằng đây là kỹ thuật khuyển cổ không thể phá vỡ mà chỉ có thể tự mình chịu đựng. Seung Niang lập tức nghĩ đến hoàng hậu. Đêm đó Seung Niang lại gặp ác mộng. Lần này cô không chạy trốn mà đối mặt với chó săn và cô đã vượt qua. Hôm sau Seung Niang gặp lại quân sư và cho xem vết thương do con chó cắn vào tối hôm trước. Quân sư bảo cô tìm kiếm tấm bảng tên ngoài cung. Theo lời đồn, phép thuật này sẽ chôn một tấm bảng tên âm phủ có ghi tên nạn nhân xung quanh họ.
Seung Niang là người báo thù, cô bắt đầu sai người tìm kiếm bảng tên trong sân. Sau khi đào cả đêm cuối cùng cũng tìm thấy, đồng thời tướng Jin cũng tìm ra phù thủy thực hiện phép thuật. Cầm bảng tên, cô tìm đến phù thủy muốn phù thủy chỉ ra hoàng hậu, nhưng phù thủy kiên quyết không nói. Seung Niang chỉ có thể bí mật phái người theo dõi hoàng hậu, sớm phát hiện ra đền thờ mà hoàng hậu mỗi tối đến làm phép. Vì vậy cô dẫn hoàng đế đến đền thờ bắt gặp hoàng hậu ngay tại trận. Hoàng hậu biện minh rằng mình chỉ đến đây cầu phúc cho con trai Kim Jun. Hoàng đế ra lệnh đưa những cung nữ thượng cung đi thẩm vấn, nhưng họ đều là tâm phúc của hoàng hậu và không chịu thú nhận. Hoàng hậu cũng lập tức gọi anh trai Kim Hyun đến báo tin. Kim Hyun dẫn người mạnh mẽ giải thoát các cung nữ. Hoàng hậu và phe thừa tướng hành động ngang ngược như vậy, hoàng đế không thể chịu đựng thêm nữa. Anh hỏi tướng Bích An nếu liên minh 10 vương tước chống lại thừa tướng thì có bao nhiêu cơ hội chiến thắng. Tướng Bích An thẳng thắn nói không quá 5%, vì quân đội của các vương tước đều phân tán khắp nơi, chưa kịp tập hợp đã bị thừa tướng đánh bại. Nhưng lần này hoàng đế quyết tâm phải lật đổ thừa tướng, và lúc này chính là lúc thừa tướng yếu đuối nhất. Hóa ra phép thuật khuyển cổ mà Seung Niang đã vượt qua đã chuyển sang thừa tướng. Giờ đây ông ta mỗi đêm đều ám ảnh bởi ác mộng, trở nên hoài nghi và mất trí. Đây là cơ hội tốt nhất để lật đổ thừa tướng. Vài ngày sau, tướng Jin đến báo cáo nói rằng anh đã nghĩ ra một kế sách. Ngày hôm đó thừa tướng và hoàng đế cùng diệt biểu, có một biểu tố cáo thừa tướng độc đoán gây rối kỷ luật chính trị, thậm chí đề xuất phái quân đi trừng phạt thừa tướng. Thừa tướng đọc xong tức giận không thôi, ngay lập tức triệu tập triều chính, ép hoàng đế ra lệnh trừng trị chủ nhân của đơn thỉnh nguyện là tướng Bích Can. Lúc này các vương tước dưới triều đột nhiên đồng loạt xin được ra trận. Thừa tướng thấy tình hình vẫn nghiêng về phía mình, càng thúc giục hoàng đế ra chỉ thị trừng trị. Hoàng đế do dự một chút rồi đồng ý. Thừa tướng sắp xếp con trai mình Kim Hyun làm tướng lĩnh dẫn đầu quân đội nhà mình. Sau đó các vương tước các tỉnh lỵ tập hợp lực lượng quân đội, cuối cùng hội quân tại Lưu Dương. Kim Hyun đến trước nơi hội quân chờ đợi vài ngày nhưng không thấy các vương tước khác dẫn quân đến. Anh ta nhận ra có thể đã có vấn đề, vì thế anh tự mình dẫn quân tấn công vào căn cứ của tướng Bích An tại Lưu Dương nhưng không thấy một binh sĩ nào. Hóa ra các vương tước cùng tướng Bích An đã sớm tuyên thệ trung thành với hoàng đế. Đầu tiên tướng Bích An lên đơn xin tẩy trần thừa tướng, như vậy đã dẫn quân của thừa tướng ra khỏi thành. Đồng thời các vương tước cũng dễ dàng điều động quân đội của mình mà không bị thừa tướng nghi ngờ. Cuối cùng hai bên hợp lực tập kích kinh thành. Lúc này kinh thành chỉ còn quân bảo vệ tướng Bích An dẫn quân bắt đầu tấn công thành. Nhưng quân bảo vệ cũng không phải dễ dàng đã đẩy lùi cuộc tấn công của tướng Bích An. Đúng lúc này vua Wang Yu của Cao Ly bất ngờ dẫn người từ trong thành ra chiến đấu với quân bảo vệ. Quân bảo vệ bị kẹt giữa hai mặt trận nhanh chóng thất bại. Tướng Bích An xông vào thành cùng lúc thừa tướng cũng nhận được tin tức. Ông ra lệnh cho người vào cung giết hoàng đế và thái hậu, sau đó chuẩn bị bỏ trốn ra ngoài thành để hợp nhất với quân đội của Kim Hyun. Trong tương lai khi phản công, ông ta có thể gán tội giết hoàng đế cho tướng Bích Can. Hoàng đế, các phi tần và quản gia cũng đã chuẩn bị tất cả ẩn náu tại Yết Đình cung. Kẻ phản loạn mất một thời gian mới tấn công vào. Sau một trận chiến, hoàng đế bị kẻ phản loạn vây hãm. Vào phút cuối cùng tướng Bích An dẫn quân đến. Hoàng đế lợi dụng cơ hội yêu cầu kẻ phản loạn đầu hàng. Thấy tình thế đã định, những kẻ phản loạn lần lượt buông vũ khí. Chỉ có con trai của thừa tướng vẫn cố chống trả. Tướng Bích An và con trai của thừa tướng xông vào nhau, chỉ một nhát kiếm con trai của thừa tướng tử trận. Thừa tướng đi quanh thành một vòng nhận ra tất cả các cổng thành đều đã bị đánh bại. Thừa tướng nói ta mệt rồi về nhà ngủ thôi. Lúc này hoàng hậu vẫn chưa biết tình hình bên ngoài, còn đang nghĩ đến chuyện tự tay hành hạ Seung Niang đến chết. Nhưng không ngờ Seung Niang đã dẫn người đến trước hoàng hậu, kinh ngạc nhưng vẫn kiêu ngạo. Seung Niang ra lệnh đưa hoàng hậu đến trước mặt thái hậu. Hoàng hậu không giảm đi sự kiêu ngạo của mình, không ngần ngại đối đầu với thái hậu. Thái hậu một bạt tai tát lên mặt hoàng hậu. Hoàng hậu từ trên đất đứng dậy, quay sang Seung Niang và nói: "Chừng nào tôi còn sống cuộc chiến chưa kết thúc." Seung Niang không hề sợ hãi mà còn đe dọa muốn giết hoàng hậu. Thấy Seung Niang thật sự tàn nhẫn, thái hậu bên cạnh nhận ra đồng minh này sớm muộn cũng sẽ trở thành kẻ thù. Ngày hôm sau Kim Hyun dẫn quân trở lại kinh thành. Mặc dù có lợi thế về quân số nhưng không có nội ứng, nhanh chóng thua trận và bỏ chạy đến nơi khác. Quá trình xét xử thừa tướng cũng bắt đầu nhanh chóng. Trong những giây phút cuối cùng của đời mình, thừa tướng chỉ vào Seung Niang và nói với mọi người: "Đại Nguyên sẽ bị hủy diệt bởi người phụ nữ này, cứ chờ xem, bệ hạ sẽ một lần nữa trở thành hoàng con rối." Lời này càng làm tăng thêm nghi ngờ của thái hậu đối với Seung Niang. Cuối cùng tướng Bích An hành hình xiết cổ thừa tướng trên đại điện. Một đại quyền thần như thế mà sụp đổ, nhưng cuộc chiến của hoàng tộc chưa kết thúc. Tham vọng của Seung Niang cũng thực sự ngày càng lớn. Bước tiếp theo là giết hoàng hậu không để lại hậu quả. Hoàng đế chuẩn bị thuốc độc từng bát một đưa cho hoàng hậu. Hoàng hậu không phải dạng vừa bát đầu tiên đập vỡ, bát thứ hai đổ đi, bát thứ ba đẩy ra, cứ thế chơi trò 81 bát không giống nhau. Các phi tần bên cạnh đều cười nhạo hoàng đế lại mang lên một bát nữa. Hoàng hậu liền ném thẳng vào người hoàng đế, thấy hoàng đế không làm gì được hoàng hậu. Lúc này phi tần cứng rắn nhất Seung Niang xuất hiện, chính cô ta là người lật đổ hoàng hậu. Hoàng đế kéo hoàng hậu ra phố bêu diếu làm nhục bà ta. Hoàng hậu lại van Seung Niang hy vọng trước khi chết được gặp con trai Kim Jun. Seung Niang nhẹ nhàng nói với hoàng hậu đó là con giả của cô chứ gì. Hóa ra Seung Niang đã sớm phát hiện ra hoàng hậu giả mang thai, giả sinh con, nhưng người chứng nhân duy nhất cũng bị phe hoàng hậu giết chết. Bây giờ Seung Niang sắp trở thành chủ nhân hậu cung. Cô nói với hoàng hậu cô nhất định sẽ công bố danh tính giả của Kim Jun trước công chúng, khiến gia tộc của hoàng hậu tuyệt chủng đối mặt với một người còn tàn nhẫn hơn mình gấp trăm lần. Hoàng hậu gục ngã trên mặt đất, chẳng mấy chốc hoàng hậu được đưa đến nơi hành quyết. Seung Niang tự mình giám sát việc chặt đầu. Đối mặt với dòng người như thủy triều, hoàng hậu thực sự sợ hãi. Mọi thứ đều đã quá muộn, cô bị cưỡng chế đeo vào sợi dây thừng.
Lúc này Seung Niang bên cạnh cảm thấy như mình đã trả được mối thù lớn. Cô ấy lặng lẽ niệm tên cha đồng hương và tên con trai trong lòng, nói với họ rằng họ có thể yên nghỉ. Nhưng cô không biết đứa con trai giả của hoàng hậu mà cô sắp đối mặt Kim Jun chính là con trai của mình. Một tiếng trống vang lên, hoàng hậu bị hành quyết bằng cách xử tử. Seung Niang lau đi nước mắt ở khóe mắt. Cô thề sẽ chiếm lấy vị trí hoàng hậu, kiểm soát hoàng đế, nắm giữ quyền lực của quốc gia này, để đứa con trong bụng cô chưa chào đời trở thành hoàng đế. Không lâu sau, đứa bé trong bụng Seung Niang chào đời là một hoàng tử được đặt tên là Ki Jaung. Nghe tin này, thái hậu không thể ngồi yên. Bà biết về sự tàn nhẫn của Seung Niang và giờ cô ấy lại có con trai, tương lai cả đất nước Đại Nguyên sẽ bị cô ta kiểm soát. Vì vậy thái hậu đã đưa con trai hoàng hậu Kim Jun về cung của mình để nuôi dưỡng. Bà muốn dùng Kim Jun để chống lại Ki Jaung. Lúc này Seung Niang vẫn chưa nhận ra thái hậu sẽ nhanh chóng từ đồng minh trở thành kẻ thù. Cô vẫn tham gia vào mọi quyết định của hoàng đế đối với triều đình mà không hề e ngại. Các đại thần cũng nhận ra rằng hoàng đế nghe theo lời Seung Niang. Do vừa lật đổ thừa tướng triều đình đang chuẩn bị khen thưởng cho những người có công, 9 vị vương tước đến gặp Seung Niang, hy vọng đề cử vương tước tỉnh Vân Nam là ông Park làm thừa tướng tiếp theo. Vì ông Park là người có thâm niên nhất trong số các vương tước tỉnh, nhưng người có công lớn nhất trong việc lật đổ thừa tướng là tướng Baek Khan. Seung Niang biết nếu từ chối ông Park, hoàng đế sẽ mất đi sự ủng hộ của 9 vị vương tước tỉnh. Từ chối tướng Baek Khan về mặt cảm xúc và lý lẽ càng không thể chấp nhận được, có thể làm chạnh lòng các quan lại. Lúc này hoàng đế cũng đang đau đầu với chiếu thưởng. Seung Niang và hoàng đế lập tức xin cô giúp đỡ. Seung Niang chớp mắt, cô đã có cách. Hoàng đế này thật ngốc nghếch. Anh đã mất 2 ngày để soạn thảo phi tần được sủng ái, nhìn qua chiếu chỉ lập tức nhăn mày. Sau đó cô ấy nói với hoàng đế rằng chiếu chỉ này khi công bố sẽ làm các đại thần nổi loạn. Cô cầm bút thêm vài chữ vào chiếu chỉ, hoàng đế nhìn thấy sau đó đều kinh ngạc, thật không ngờ. Sau đó anh trao vị trí hoàng hậu cho phi tần được sủng ái. Phi tần cũng nghĩ mình sắp thành công, nhưng đúng lúc này thái hậu đến. Bà cũng ngạc nhiên không kém khi thấy chiếu chỉ hoàng đế soạn thảo. Đang muốn khen ngợi sự thông minh của hoàng đế, hoàng đế lại lắc đầu, nói rằng đó là công lao của phi tần Seung Niang. Nghe vậy thái hậu thay đổi sắc mặt, nói vài lời lịch sự rồi bước ra ngoài. Vừa lật đổ một hoàng hậu ngạo mạn, không thể lại để một phi tần can thiệp vào chính trị nổi lên. Thái hậu bất ngờ cười to, bà đã nghĩ ra cách xử lý Seung Niang. Mấy ngày sau, trong lễ trao thưởng, chiếu chỉ cũng hé lộ bản chất thực sự của nó. Đầu tiên công bố tướng Baek Khan làm thừa tướng, tướng Baek Khan cảm ơn hoàng đế. Tiếp theo công bố vương tước tỉnh Vân Nam ông Park làm trình nhất phẩm thái sư. Mọi người đều ngạc nhiên, Seung Niang gật đầu nhẹ với ông Park. Ông Park hài lòng tiến lên nhận chức. Tướng Baek Khan không hài lòng, vốn dĩ thừa tướng là vị trí cao nhất sau hoàng đế, rồi lại có thái sư chia sẻ quyền lực. Ông hỏi hoàng đế tại sao chức vị thái sư đã bị bãi bỏ từ thời hoàng đế trước lại được phục hồi. Hoàng đế chỉ nói vài lời sáo rỗng không thể dập tắt bất mãn của tướng Baek Khan. Sau khi rời cung, Seung Niang tìm đến cháu trai của thừa tướng Baek Khan là tướng Jin. Cô biết tính cách cứng rắn của thừa tướng Baek Khan dù giải thích thế nào cũng vô ích, nhưng tướng Jin thông minh sáng suốt, hiểu rằng chức vị thái sư mà cô dành cho ông Park chỉ là danh nghĩa. Cô yêu cầu tướng Jin giảm bớt bất mãn của thừa tướng Baek Khan. Điều bất ngờ là gần như cùng thời điểm đó, thái hậu đã bí mật gặp gỡ thừa tướng Baek Khan, nói với ông những lời thật giả lẫn lộn. Điều này khiến thừa tướng Baek Khan càng thêm bất mãn với Seung Niang. Khi tướng Jin trở về, thừa tướng Baek Khan thậm chí không cho anh cơ hội làm người hòa giải, mà trực tiếp yêu cầu anh sắp xếp cho cháu gái mình bắt đầu học lễ nghi của hoàng hậu. Ông muốn giành lấy vị trí hoàng hậu từ Seung Niang. Tướng Jin còn muốn khuyên can, nhưng thừa tướng Baek Khan tức giận. Có vẻ như cuộc chiến giữa ông và Seung Niang đã bắt đầu. Mấy ngày sau, trong một buổi triều chính, hoàng đế chuẩn bị phong Seung Niang làm hoàng hậu. Một số vương tước tỉnh được phong chức bày tỏ sự ủng hộ. Thừa tướng Baek Khan đứng ở xa không lên tiếng. Khi hoàng đế chuẩn bị ban chỉ, một quan lão bước vào tâu. Thái hậu đang ở ngoài đại điện đề nghị hoàng đế bước ra ngoài. Thái hậu mặc y phục giản dị quỳ ngoài đó. Bà yêu cầu hoàng đế không được phong Seung Niang làm hoàng hậu. Hoàng đế hỏi lý do, thái hậu nói vì Seung Niang là người cao ly thấp kém, sẽ làm tổn hại đến uy tín của hoàng tộc. Hoàng đế còn có tình cảm yêu cầu mời thái hậu trở lại, nhưng không ngờ thái hậu đe dọa quyên sinh. Hoàng đế không còn cách nào khác, chỉ có thể hoãn lại. Cảnh kịch này Seung Niang chỉ đứng một bên quan sát, có vẻ như kẻ thù đã lộ diện. Cô biết tất cả những điều này hoàng đế không thể cho mình, cô phải tự mình tranh đấu. Đúng như dự đoán, không lâu sau thừa tướng Baek Khan và tướng Jin tiến vào, trình lên hoàng đế một bản kiến nghị chung chống lại việc phong Seung Niang làm hoàng hậu. Hoàng đế mở bản kiến nghị, người đầu tiên phản đối chính là thừa tướng Baek Khan. Seung Niang nhìn qua một kẻ thù nữa, bây giờ kẻ thù đã lộ diện. Seung Niang cũng bắt đầu chiến tranh của mình. Người đầu tiên cô cần đánh bại chính là cháu gái của thừa tướng Baek Khan, Jiun, người sẽ trở thành hoàng hậu tiếp theo, người phụ nữ tàn nhẫn nhất cả nước. Cả hai đều muốn trở thành hoàng hậu, nhưng không ngờ người phụ nữ đẹp nhất lại ra tay trước. Cô ta cho người đầu độc vào cháo của con trai Seung Niang, may mắn là dùng thìa bạc, lúc lấy ra thìa đã đen lại. Seung Niang mới lật đổ hoàng hậu, cô cho rằng không ai trong hậu cung dám hại mình, chỉ nghĩ đến hai người hầu cận cũ của hoàng hậu trước. Đối với Jiun, người phụ nữ đẹp nhất mới vào cung, cô không hề nghi ngờ. Vì vậy Seung Niang đã dùng biện pháp mạnh với hai người hầu này. Đầu tiên là đổ nước muối lên váy họ, sau đó dùng roi mây đánh. Nhanh chóng nước muối thấm vào vết thương, chảy máu đau đớn tận xương. Hai người bị đánh đến gần ngất xỉu, thái hậu bất ngờ vào can thiệp yêu cầu thả họ. Seung Niang vừa định giải thích thì thái hậu đã nói, hoàng hậu mới sắp đến, đừng gây rối loạn nữa. Sau đó bà cứng rắn kéo hai người hầu đi. Seung Niang hiểu ra mình đã bị loại bỏ, nhưng cô quyết không chịu thua cuộc. Thái hậu đưa hai người hầu cận đó về cung của mình và quyết định thăng chức họ thành quản gia của hoàng hậu. Hai người hầu cận khóc lóc biết ơn.
Thái hậu cũng đưa ra điều kiện họ phải làm tai mắt cho bà. Họ lập tức đồng ý, họ không biết rằng hoàng hậu mới chỉ đẹp về hình thức như lòng dạ còn độc hơn ai hết. Mấy ngày sau, triều đình long trọng tổ chức lễ phong hoàng hậu. Hoàng đế mang nỗi ân hận đối với Seung Niang đưa người đẹp nhất đến trước ngai vàng. Đêm đầu tiên hoàng đế say xỉn, nhưng hoàng hậu mới thật sự có bản lĩnh, giả vờ dịu dàng chờ hoàng đế cả đêm. Sáng hôm sau khi hoàng đế tỉnh dậy, hoàng hậu định tiến lại gần nhưng bất ngờ ngã xuống. Hoàng đế hỏi chuyện gì, hoàng hậu nói rằng cô ngồi cả đêm lên chân tê liệt. Hoàng đế tin tưởng vào màn kịch này, nghĩ rằng hoàng hậu thực sự chân thành, nhưng cô vẫn không thể thay thế vị trí của Seung Niang trong lòng vua. Chưa kịp ăn sáng, hoàng đế đã vội vã đi tìm Seung Niang. Seung Niang không đón nhận hoàng đế một cách thân thiện mà đi tìm tướng Jin. Vẫn là về chuyện con trai bị đầu độc, tướng Jin thông minh tinh tế đã xử lý mọi chuyện một cách khéo léo. Sau khi Seung Niang đi, tướng Jin ngay lập tức tìm gặp hoàng hậu. Là anh họ của hoàng hậu, anh hiểu rõ tính tàn nhẫn của hoàng hậu, không muốn tham gia vào loại công việc đó nữa, dám đầu độc hoàng tử nhỏ tuổi. Hoàng hậu cuối cùng cũng bỏ mặt nạ, nói rằng mình đã làm. Còn tướng Jin không phải vì Seung Niang mà lo lắng, anh chỉ sợ rằng hoàng hậu không cẩn thận sẽ khiến cả gia tộc rơi vào tình cảnh không thể cứu vãn. Nhưng đã ngồi vào vị trí hoàng hậu, Ji-un muốn trở thành chủ nhân của hậu cung. Cô ta đang tính toán cách tấn công Seung Niang, nhưng Seung Niang lúc này không quan tâm đến cuộc chiến. Cô đang nghiên cứu sổ sách mà thừa tướng cũ để lại. Thừa tướng cũ làm thừa tướng hơn 30 năm, giấu một lượng lớn vàng. Seung Niang hy vọng tìm thấy manh mối trong những sổ sách này, lấy được vàng làm nền tảng cho con trai mình ngồi lên ngôi vua. Khi cô không biết phải làm gì, người tình cũ của cô Wang Yu đã mang đến một tin tức. Gần mỏ vàng mà thừa tướng cũ từng kiểm soát có một bài hát trẻ con lạ lùng được lan truyền. Seung Niang yêu cầu ghi lại lời bài hát, nhìn vào lời kỳ lạ này. Cô suy nghĩ và cuối cùng nghĩ ra câu trả lời. Nhưng đúng lúc này hoàng hậu bất ngờ mở lễ sáng. Tại hiện trường, hoàng hậu không quan tâm đến sự từ chối của Seung Niang, lại chủ động muốn trao quyền quản lý người và quản lý tiền trong hậu cung cho Seung Niang. Cô ta rút lui để tiến lên chuẩn bị tấn công. Nhưng khi ra khỏi cửa, hoàng hậu lại tỏ ra đáng thương. Người hầu ở bên hỏi cô sao vậy, hoàng hậu nói các người không thấy ánh mắt phi tần đe dọa cô sao. Hoàng hậu giả vờ mới đến nên sợ hãi, thế nên mới trao quyền lực cho cô ta. Ngay sau đó hoàng hậu vừa vịt chạy đi, hai người hầu tin lời, bàn nhau nhanh chóng báo cáo với thái hậu. Thấy một người hầu đi báo tin, hoàng hậu lập tức thay đổi sắc mặt. Cô biết rõ hai người này là mắt xích do thái hậu gài vào bên cạnh mình. Cô muốn làm mâu thuẫn giữa phi tần và thái hậu thêm trầm trọng. Quả nhiên thái hậu không hỏi han gì đã tìm đến phi tần mắng cô ta không biết lễ nghĩa, mê muội quyền lực. Sau đó bà lại lấy lại quyền lực mà hoàng hậu vừa nhường cho phi tần và trao lại cho hoàng hậu. Phi tần không phải dạng dễ chọc, ngày hôm sau hoàng đế đến mời phi tần đi xem múa cột. Phi tần nói mời hoàng hậu cùng đi nhưng hoàng đế lại nói lần này chỉ có Seung Niang. Sau đó hai người nắm tay nhau rời đi, hoàng hậu tức giận đến mức mặt tái nhợt. Chuyện này nhanh chóng được truyền đến tai thái hậu. Thái hậu lại đến ủng hộ hoàng hậu, nói phi tần là yêu nữ luôn muốn độc chiếm hoàng đế. Phi tần lúc này không nói gì bởi cô biết rằng sắp có người ngất xỉu. Một quan lại lật tay áo của một cung nữ lên phát hiện cô ta mắc phải một bệnh lạ. Căn bệnh lạ này xuất phát từ việc phi tần đã ra lệnh cho người ta đổ thuốc vào thức ăn của các cung nữ. Sớm thôi nhiều cung nữ trong cung đều mắc phải bệnh lạ thái. Dám yêu cầu hoàng tộc đi tránh nạn một thời gian, thái hậu nói hãy chuyển đến cung hạ. Nhưng phi tần lại nói hoàng tử bị bệnh không thể đi xa, vẫn nên ở lại kinh thành tìm chỗ trú. Lúc này nơi duy nhất ở kinh thành có thể chứa đủ nhiều người chỉ có phủ thừa tướng. Rất nhanh toàn bộ hoàng tộc chuyển đến phủ thừa tướng. Và ban đêm Seung Niang yêu cầu người tình cũ của mình Wang Yu sắp xếp một ván bài. Cô sớm thua hết và rời đi, ra lệnh cho người ta gửi rượu thức ăn đến cho vài gia đình của phủ thừa tướng. Rất nhanh những gia đình này trở nên uể oải. Cô dẫn theo một nhóm người tin cậy vào phòng đọc sách của thừa tướng. Ngoài phòng cô bố trí một thương nhân chuyển hàng đến cung điện kéo xe ngựa đến đây. Đồng thời dựa vào vị trí kho báu mà cô đã giải mã trước đó, tìm thấy nơi thừa tướng trước kia giấu báu vật lẳng lặng cho thương nhân chuyển vàng ra ngoài. Mấy ngày sau cô chuẩn bị chuyển vàng vào phòng ngủ của mình. Hoàng đế vừa ra ngoài, phi tần giải thích rằng đó là hàng hóa do thương nhân cung cấp hàng ngày. Hoàng đế tò mò nhất định phải xem, mở một góc hộp toàn là vàng. Anh kinh ngạc, lúc này thái hậu cũng đến. Hoàng đế vội vàng đóng hộp lại và ra lệnh mang vào trong. Anh muốn bảo vệ phi tần nhưng rõ ràng thái hậu không muốn dừng lại ở đó. Phi tần nhận ra không thể trốn tránh liền mở hết các hộp, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Phi tần nói lô vàng này là của một vương tước trong hậu cung muốn dâng lên hoàng đế. Thái hậu không tin, khăng khăng yêu cầu hoàng đế kiểm tra tất cả các hộp. Phi tần không đợi hoàng đế ra lệnh đã yêu cầu mở tất cả các hộp. Và quả nhiên những hộp còn lại đều chứa vải và trang sức hàng ngày. Hóa ra phi tần đã dự đoán trước có thể xảy ra sự cố này, chỉ có thể vận chuyển một hộp vàng vào cung mỗi lần. Có được số tiền này, phi tần ngay lập tức bắt đầu mua chuộc các đại thần trong triều. Lúc này tại triều đình, thừa tướng chuẩn bị chinh phục phương Tây, ra lệnh cho mỗi tỉnh cung cấp tiền và lương thực. Do đợt biến động trước mỗi tỉnh cũng đều khó khăn, phi tần nắm bắt cơ hội tài trợ một số tiền cho các vương tước tỉnh. Rất nhanh cô đã kéo các vương tước tỉnh về phe mình. Các lực lượng trong triều đình dần được sắp xếp nhưng hậu cung vẫn chưa yên ổn. Lúc này hoàng hậu chuẩn bị tung một đòn lớn muốn hạ gục phi tần. Một cậu bé khóc không ngừng, xé áo ra phát hiện trên người mình bị bầm tím. Thái hậu tức giận hỏi người hầu xem ai dám làm hại hoàng tử. Người hầu không biết phải làm sao, bỗng nhớ ra phi tần từng bế hoàng tử. Nghe vậy thái hậu lập tức đứng dậy đi về phía phòng của phi tần. Khi đến nơi bà không nói gì liền tát phi tần một cái. Bên cạnh đó hoàng đế tức giận mắng thái hậu quá đáng, không có bằng chứng mà đã đánh người. Nhưng thái hậu kiên quyết cho rằng chính phi tần là thủ phạm. Thấy hai người tranh cãi không dứt, phi tần cuối cùng lên tiếng.
yêu cầu đưa hoàng tử lớn đến đại điện. Cô không chỉ muốn chứng minh sự trong sạch của mình mà còn muốn tìm ra thủ phạm. Tất cả những người đã tiếp xúc với hoàng tử đều đứng hai bên. Phi Tần yêu cầu mọi người có mặt đều ôm hoàng tử một lượt. Dù hoàng tử không biết nói nhưng nếu ai đánh cậu bé chắc chắn sẽ sợ người đó. Quả nhiên khi cung nữ Jeon ôm hoàng tử, cậu bé sợ hãi và khóc lớn. Phi Tần không chần chừ yêu cầu bắt giữ cung nữ Jeon để thẩm vấn. Cung nữ Jeon hoảng loạn nói không phải mình. Thái hậu yêu cầu thả cung nữ Jeon nhưng lúc này Phi Tần không để ý đến thái hậu, yêu cầu kéo cung nữ Jeon đi. Khi ra cửa, cung nữ Jeon bất lực liếc nhìn hoàng hậu, chi tiết nhỏ này cũng bị Phi Tần bắt lấy. Hóa ra chính hoàng hậu mới là người chủ mưu đằng sau. Phi Tần lập tức nói với thái hậu rằng sẽ tìm ra kẻ chủ mưu, khiến hoàng hậu lập tức hoảng hốt. Trong nhà giam, cung nữ Jeon bị tra tấn dã mà cô ấy cầu xin Phi Tần tha mạng. Phi Tần ra lệnh mọi người rời đi, nói với cung nữ Jeon rằng có thể tha cho cô, nhưng cô phải giúp một việc. Cô là người tham gia vào việc hoàng hậu trước giả vờ sinh con, nên khi đến lúc phải lập hoàng tử làm thế tử, cô phải tiết lộ thân phận thực sự của hoàng tử lớn. Cung nữ Jeon không có lựa chọn khác ngoài việc đồng ý. Lúc này hoàng hậu lo lắng đã đến cô ta hỏi liệu đã có ai thú nhận chưa. Phi Tần nói đã có người thú nhận, hoàng hậu lập tức yêu cầu mọi người rời đi. Cô muốn thương lượng với Phi Tần nhưng không ngờ Phi Tần lại nói dối rằng người thú nhận là thái hậu. Cung nữ Jeon rất ngạc nhiên, trong khi hoàng hậu ngốc nghếch tin rằng cung nữ Jeon đã bảo vệ mình. Cô ta hỏi Phi Tần liệu có báo cáo với hoàng đế không. Phi Tần nói không báo cáo vì sự ảnh hưởng quá lớn. Điều này chính là những gì hoàng hậu mong đợi, cô ta vội vã hỏi cách xử lý cung nữ Jeon. Phi Tần nói người của hoàng hậu vẫn nên để hoàng hậu quản lý. Hoàng hậu rất vui mừng cảm ơn Phi Tần và hứa sẽ giúp đỡ Phi Tần nếu cần trong tương lai. Lúc này cung nữ Jeon không dám nói một lời nào. Trước mặt Phi Tần, hoàng hậu dường như làm mọi thứ theo ý Phi Tần. 5 năm trôi qua, hai hoàng tử đều đã lớn lên. Thái hậu luôn nói với hoàng tử lớn rằng Phi Tần là kẻ thù giết mẹ của cậu. Hoàng tử lớn ghét Phi Tần tới tận xương tủy. Cuộc chiến giữa thái hậu và Phi Tần khiến hoàng hậu nghĩ mình có thể lợi dụng tình hình. Đúng lúc này Phi Tần tìm đến hoàng hậu, yêu cầu hoàng hậu thực hiện lời hứa trước đó. Cô ta yêu cầu hoàng hậu gợi ý với thái hậu sớm lập thế tử. Thái hậu cũng nghĩ đã đến lúc. Nhận thấy Phi Tần ngày càng mạnh mẽ, cả hậu cung và triều đình đều có người của Phi Tần, không thể chờ đợi thêm nữa. Vì vậy thái hậu liên hệ với thừa tướng viết thư trình hoàng đế lập thế tử. Hoàng đế lập tức muốn phong con trai của Phi Tần làm thế tử. Tất nhiên thái hậu và thừa tướng không đồng ý, đề nghị thông qua cuộc thi để chọn thế tử. Hoàng đế luôn cấm hoàng tử lớn học hành và luyện võ. Vì thế anh tin rằng dù có thi đấu, hoàng tử thứ hai cũng sẽ chiến thắng và đồng ý với đề xuất này. Lúc này Phi Tần tìm đến cung nữ Jeon, bảo cô ta phải tiết lộ thân phận thực sự của hoàng tử lớn. Vào ngày chọn thế tử, cung nữ Jeon lo sợ, nhưng Phi Tần hứa sau khi mọi chuyện kết thúc, cô ta sẽ được rời cung, sống cuộc sống bình thường, mang theo hy vọng về cuộc sống mới. Cung nữ Jeon đồng ý, nhưng trên đường trở về cô bị hoàng hậu chặn lại. Hoàng hậu không nói nhiều, trực tiếp hỏi cô đến gặp Phi Tần để làm gì. Khi thấy cung nữ Jeon không trả lời, hoàng hậu muốn chơi một trò chơi với cô. Cô bảo cung nữ Jeon đứng trên một chồng sách, sau đó đặt một sợi dây trắng quanh cổ cô. Tiếp theo hoàng hậu yêu cầu một quan lại lấy đi một quyển sách. Cung nữ Jeon vẫn còn đứng vững, hoàng hậu yêu cầu lấy đi thêm một quyển nữa. Cung nữ Jeon bắt đầu van xin hoàng hậu tha mạng, nhưng hoàng hậu không để ý, yêu cầu tiếp tục lấy sách. Jeon sợ hãi tiết lộ với hoàng hậu rằng cô biết một bí mật lớn. Hoàng hậu chờ đợi câu này, yêu cầu người đưa Jeon xuống. Cung nữ Jeon nói với hoàng hậu rằng hoàng tử lớn không phải con đẻ của hoàng hậu trước, mà là cô ta nhặt được tin tức này, quả thực gây chấn động. Điều này có nghĩa hoàng tử lớn chắc chắn không thể trở thành thế tử. Nhưng hoàng hậu cũng không muốn hoàng tử do Phi Tần sinh ra trở thành thế tử. Vì thế cô nảy ra kế hoạch chống lại Phi Tần, cô bảo cung nữ Jeon viết một bức thư, cáo buộc Phi Tần ép buộc cô ta vu khống hoàng tử lớn. Cung nữ Jeon tin tưởng đau đớn viết ra một bức thư, nhưng ngay khi cô đang viết, một sợi dây trắng được quấn quanh cổ cô, và cô bị vài quan lại cho out khỏi cuộc chơi trên sàn nhà. Ngày hôm sau người ta phát hiện thi thể Jeon treo lủng lẳng cùng với bức thư tuyệt mệnh. Mọi người đều cho rằng Phi Tần đã ép buộc cung nữ Jeon làm thế để hoàng tử thứ hai lên ngôi, nhưng điều này chỉ làm hỏng danh tiếng của Phi Tần mà chưa đủ để lật đổ cô. Hoàng hậu lại bắt đầu bước tiếp theo, cô lén lút rời cung gặp gỡ Byung-su, yêu cầu anh ta giết chết hoàng tử lớn. Dù đây là tội lớn có thể dẫn đến hình phạt Chu Di dòng họ, Byung-su vẫn cảm thấy sợ hãi. Lúc này hoàng hậu đưa ra chiếc nhẫn của mình làm bằng chứng, hứa sẽ bảo vệ anh ta mọi lúc. Tuy nhiên cuộc gặp gỡ của hai người bị một quan lại quen biết với Phi Tần nhìn thấy, và anh ta đã báo cho Phi Tần. Phi Tần không kịp suy nghĩ nhiều, biết hoàng tử lớn bị hại, mọi người sẽ đổ lỗi cho cô, việc phong thế tử cũng sẽ bị hoãn lại. Vì vậy cô vội vã đến chùa nơi hoàng tử lớn đang cầu nguyện. Lúc này bảo vệ của hoàng tử gần như bị giết sạch, nhưng khi thấy Phi Tần, hoàng tử không dám tiến lên vì thái hậu luôn nói với cậu rằng Phi Tần là kẻ thù giết mẹ mình. Lúc này Byung-su cùng người của mình cũng đuổi theo, anh nói dối rằng mình là người chú của hoàng tử được phái đến để bảo vệ cậu. Hoàng tử tin lời và từ từ bước về phía Byung-su. Đúng lúc đó quan lại thân cận của hoàng tử đến nói với người đó rằng Byung-su là sát thủ. Đại hoàng tử lập tức chạy đến nơi Phi Tần, Byung-su bắn cung, đại hoàng tử ngã xuống trong vòng tay của Phi Tần. Byung-su lợi dụng cơ hội để trốn thoát, mũi tên được rút ra và phát hiện có độc, đại hoàng tử hôn mê không tỉnh. Lúc này Phi Tần vô tình phát hiện trên chân đại hoàng tử có 3 nốt ruồi, đây chính là con trai mà bà sinh ra với vua Cao Ly nhiều năm trước, không ngờ lại nhận ra nhau theo cách này. Phi Tần khóc lóc thảm thiết nói lời xin lỗi với đại hoàng tử đang hôn mê. Sáng hôm sau đại hoàng tử vẫn còn trong trạng thái hôn mê được đưa vào cung. Thái hậu lập tức nổi giận, cộng thêm việc tối hôm qua Phi Tần có mặt tại hiện trường,
Ba quyết định đó là việc do Phi Tần làm, nhưng hoàng đế lại bảo vệ Phi Tần cần phải tìm ra hung thủ. Lúc này hoàng hậu giả vờ quan tâm đến Phi Tần. Phi Tần không hề biểu lộ cảm xúc mà cảm ơn hoàng hậu, lần này cô quyết tâm lật đổ hoàng hậu vì đã có trong tay bằng chứng tối hôm qua trong vụ ám sát. Byung-su làm rơi chiếc nhẫn tại hiện trường bị quan gác nhặt được và đưa cho Phi Tần. Phi Tần đến gặp hoàng đế, hoàng đế đang lo lắng không biết làm thế nào để dập tắt sự chỉ trích của quần thần đối với Phi Tần. Phi Tần nói rằng cô sẽ tìm ra hung thủ nhưng có một điều kiện là hung thủ phải do cô xử lý. Hoàng đế hỏi nếu không tìm thấy thì sao, Phi Tần nói rằng hãy coi cô là hung thủ. Theo yêu cầu của Phi Tần, hoàng đế lập tức triệu tập buổi họp triều đình. Khi Phi Tần bước vào, thái hậu lập tức đề nghị xử phạt cô. Trong khi hoàng hậu chỉ ngồi yên quan sát cuộc chiến, Phi Tần không có thời gian để tranh cãi với thái hậu. Phi Tần cầm một chiếc nhẫn nhỏ, tất cả mọi người có mặt đều ngạc nhiên. Hoàng đế yêu cầu đưa chiếc nhẫn lên, anh nhìn thấy và nhận ra ngay. Đó không phải là của hoàng hậu sao, hoàng hậu hoảng loạn không biết phải làm gì. Phi Tần lập tức nói rằng chính hoàng hậu đã sai người ám sát đại hoàng tử. Hoàng hậu phủ nhận nói rằng chiếc nhẫn của mình bị người khác ăn cắp. Sau đó quay lại nói rằng chắc chắn là Phi Tần đã ăn cắp và vu cáo mình. Phi Tần nói rằng chiếc nhẫn này được quan gác nhặt được. Tại hiện trường ám sát, quan gác trả lời rằng ông đã chứng kiến chiếc nhẫn rơi ra từ người sát thủ trong cuộc chiến. Tất cả các đại thần đều kinh ngạc, hoàng đế hỏi sát thủ là ai. Quan gác nói đó là Byung-su, kẻ từng tham gia âm mưu phản loạn. Hoàng hậu vẫn cố biện hộ nói rằng họ đã liên kết để lừa dối. Cô ta không hề biết Byung-su là ai. Trong khi đó hoàng hậu cũng nhận được sự giúp đỡ từ phía thái hậu. Nhưng Phi Tần đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho ngày hôm nay, cô ta muốn lật đổ hoàng hậu. Và còn có một nhân chứng nữa, đó là thượng cung người từng chăm sóc đại hoàng tử và hiện đang phục vụ hoàng hậu. Do tình cảm dành cho đại hoàng tử, bà ta thừa nhận hoàng hậu đã gặp mặt Byung-su, nhưng bà ta không biết về âm mưu giết hại đại hoàng tử của họ. Lúc này hoàng hậu không thể biện hộ, hoàng đế ra lệnh đưa cô ta đi. Nhưng sự việc chưa kết thúc, Phi Tần báo cáo với hoàng đế rằng đại hoàng tử không phải là con ruột của hoàng hậu, trước cả đại điện bỗng nhiên xôn xao. Sau đó Phi Tần gọi một vị sư đến. Vị sư kể rằng thực ra đại hoàng tử là đứa trẻ được họ nhặt được tại chùa, nhưng sau đó đã bị hoàng hậu trước đem đi để che đậy, cô ta đã đầu độc sư và đốt chùa. Nhưng may mắn thay, vị sư này đã xuống núi và tránh được một kiếp nạn. Nghe điều này, thái hậu sụp đổ trên ghế vì đại hoàng tử chính là người mà bà đã nuôi dưỡng. Để đối đầu với Phi Tần sau buổi triều chính, Phi Tần ngay lập tức xử lý hoàng hậu, tuyên bố bãi bỏ chức vị của cô ta, đẩy ải ra biên giới, cấm giao tiếp với người ngoài, chú của hoàng hậu, người là thừa tướng, chỉ có thể đứng nhìn mà không thể cứu được cô. Tiếp theo đại hoàng tử cũng bị đuổi ra khỏi cung. Phi Tần sắp xếp người hầu chăm sóc đại hoàng tử, sau khi hồi phục sẽ gửi cậu ta trở về Cao Ly. Cảnh tượng này tình cờ được một quan gác của vua Cao Ly chứng kiến. Khi ông trở về và kể lại câu chuyện cho người khác, vua Wang Yu nghe được và ngạc nhiên khi biết Kim Jun là con trai mình. Vua Wang Yu bắt đầu tiếp xúc với Kim Jun và càng ngày càng cảm thấy đó chính là con trai mình. Anh nói với thuộc hạ rằng sẽ thông báo cho Kim Jun biết về thân phận cha con của họ khi đến Cao Ly. Cuộc đối thoại này được một bà mối nghe thấy. Bà không thể tin Kim Jun là con của Phi Tần và vua Wang Yu, và lập tức truyền tin này cho anh trai của hoàng hậu trước Kim Hyun. Ngày Wang Yu chuẩn bị đưa hoàng tử lớn đi, sức khỏe của hoàng tử lại đột ngột xấu đi và qua đời. Wang Yu ôm xác hoàng tử đau khổ tột cùng, tin tức truyền đến tai Phi Tần, cô đau khổ khôn nguôi. Nhưng bây giờ cô chỉ có thể kiềm chế vì con trai thứ hai của cô sắp được phong làm thế tử. Sau những cuộc đấu tranh tàn khốc, cuối cùng cô cũng đón nhận được ngày này. Sau tiếng hoan hô của quần thần, Phi Tần nhìn về phía thái hậu và thái hậu cũng trông rất hung dữ. Một cuộc đấu tranh mới lại bắt đầu. Sau buổi triều chính, thái hậu lập tức triệu kiến thừa tướng và họ nhanh chóng đạt được sự đồng thuận, quyết tâm loại bỏ Phi Tần bằng mọi giá. Phi Tần cũng triệu tập những bộ tướng trung thành với mình. Cô nói với các đại thần rằng cô vẫn chưa hài lòng, cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Khi cả hai bên đều chuẩn bị sẵn sàng để tấn công lẫn nhau, hoàng đế lại bị ốm, mỗi đêm đều ám ảnh bởi ác mộng. Trong một cơn ác mộng, hoàng đế đã hãm hại Phi Tần mà anh yêu thích nhất, thẩm vấn tại sao cô lại âm mưu hãm hại mình. Phi Tần vội vàng giải thích rằng đó chỉ là ác mộng của hoàng đế, không phải sự thật. Cuối cùng hoàng đế tỉnh lại và buông tay. Để giảm bớt đau đầu, hoàng đế hàng ngày chỉ biết uống rượu và chơi bời, giao hết quyền lực triều đình cho thừa tướng mà anh tin tưởng nhất. Thừa tướng sau khi nhận được quyền lực, việc đầu tiên ông làm là thanh trừng những người thân cận của Phi Tần trong triều. Cháu trai của ông, tướng Jin, khuyên rằng mặc dù những đại thần này là người của Phi Tần, nhưng họ cũng là những nhân tài giúp duy trì sự vận hành của đất nước. Nhưng thừa tướng đã quyết định bắt đầu bằng việc bắt giữ một nhóm quan chức có chức vụ nhỏ hơn. Khi biết tin này, Phi Tần đến nhà tù yêu cầu thừa tướng thả người. Thừa tướng nói với Phi Tần rằng đây chỉ là bắt đầu, cuối cùng sẽ lật tẩy từ gốc. Mũi nhọn chỉ thẳng vào Phi Tần, Phi Tần cũng không hề tỏ ra yếu đuối, nói rằng chúng ta sẽ xem ai cười đến cuối cùng. Sau đó Phi Tần lại đến tìm hoàng đế yêu cầu Phi Tần yên tâm giáo dục hoàng tử, không nên can thiệp vào chính trị. Phi Tần không còn cách nào khác đã đưa hoàng đế ra khỏi cung, để anh thấy cuộc sống khó khăn của nhân dân dưới quyền cai trị của thừa tướng. Nhưng hoàng đế không hề quan tâm đến những chuyện này, lập tức quay trở về cung. Đúng lúc này anh nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc trong đám đông, là người tình cũ của Phi Tần, Wang Yu. Hoàng đế lập tức bị tức giận đến mức ngã xuống từ trên ngựa khi được đưa trở lại cung. Sau khi được thái y kiểm tra, họ nói rằng hiện tại không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng không biết khi nào mới có thể tỉnh lại. Thái hậu và thừa tướng cũng vội vàng đến nơi. Khi thấy hoàng đế hôn mê, thái hậu gọi thừa tướng đến phòng của bà. Bà nói với thừa tướng rằng bây giờ khi hoàng đế hôn mê, không ai có thể bảo vệ Phi Tần, nên tận dụng cơ hội loại bỏ Phi Tần và đồng minh của cô ta. Thừa tướng còn do dự lo lắng nếu hoàng đế tỉnh lại và điều tra chuyện này thì sao.
Thái hậu nói hãy gán cho cô ta tội danh mưu phản hành động trước khi báo cáo. Trong khi hai người đang thảo luận, người thân cận đến báo cáo rằng phi tần đã triệu tập quần thần đến đại điện và tuyên bố làm nhiếp chính. Hoàng hậu và thừa tướng kinh ngạc không thôi, không ngờ phi tần lại hành động nhanh như vậy. Hóa ra ngay khi thừa tướng bước vào điện của thái hậu đã có người thông báo cho phi tần. Phi tần quyết định lập tức triệu tập các đại thần, thái hậu và thừa tướng vội vã đến đại điện. Nhưng phi tần và thế tử đã ngồi trên long ỷ. Hoàng hậu hỏi phi tần tại sao lại ngồi trên long ỷ, phi tần trả lời rằng hoàng đế đang ốm, thế tử đại diện xử lý chính sự không phải là điều nên làm sao. Một đại thần bên cạnh nói rằng thế tử còn nhỏ, mẹ ruột nhiếp chính cũng là ý của chúng tôi. Thừa tướng không hài lòng quay lưng mắng mỏ quân thần. Quân thần dùng lễ nghĩa đáp trả mạnh mẽ, thừa tướng vẫn đang gầm rú. Thái hậu cũng hét vào mặt phi tần rằng không nên để cô ta ngồi trên long ỷ. Phi tần cũng không khách khí nói với thái hậu rằng nếu bà tiếp tục phản đối việc mình nhiếp chính thì sẽ bị xử về tội không tuân theo mệnh lệnh của hoàng đế. Thái hậu lúc này không còn lời nào để nói, nhưng phi tần vẫn không tha. Cô cáo buộc thái hậu quản lý hậu cung lãng phí, đòi lại quyền lực của thái hậu, giao cho các thái giám quản nội cung người do phi tần tin tưởng. Hai người nhận lệnh và cảm ơn thái hậu vẫn rất bất bình. Phi tần hạn chế thái hậu không được rời khỏi điện của mình. Tiếp theo là thừa tướng phi tần đòi lại ấn chương mà trước đây hoàng đế đã trao cho ông. Bây giờ thế lực của thừa tướng và thái hậu ở kinh thành giảm sút nhiều, nhưng không thể coi nhẹ rằng thừa tướng vẫn kiểm soát lượng lớn quân lực. Sau buổi triều chính, cháu trai của thừa tướng, tướng Jin tìm đến phi tần. Cô ấy được bảo đi tới phòng sách để tìm một cuốn sách. Khi quý phi đến phòng sách và lật sở cuốn sách đó, cô phát hiện ra đó là bằng chứng về việc những người xung quanh thừa tướng tham nhũng và làm trái pháp luật. Hóa ra tướng Jin cũng rất bất mãn với việc cai trị của thừa tướng. Vì vậy quý phi đã sắp xếp một bữa tiệc để triệu tập tất cả các quan viên trong sổ sách và cung cấp cho mỗi người một chén chứa độc dược. Cô nói với họ rằng nếu họ uống chén này, họ sẽ chứng minh được sự trong sạch của mình. Điều đó cũng chứng tỏ cô ta sai, cô sẽ tự nguyện từ bỏ vị trí của mình. Các quan viên nhìn nhau không hiểu ý nghĩa. Lúc này quý phi lấy ra một cuốn sổ sách và nói rằng tất cả họ đều có tên trong danh sách tham nhũng và hối lộ, nhưng không một quan viên nào dám uống, chỉ có thừa tướng cầm chén và uống cạn vì chỉ có ông là trong sạch. Tuy nhiên thực tế trong chén không có độc, quý phi chỉ muốn dùng cách này để ép các quan tham nhận tội. Lúc này binh sĩ đã sẵn sàng ở bên ngoài, xông vào đại điện và bắt giữ những quan tham. Sau khi xử lý xong quan tham, quý phi đến hậu cung và thấy hoàng đế đã tỉnh lại từ trạng thái hôn mê. Cô lập tức ra lệnh mang đến một chén thuốc. Hoàng đế nghĩ đó là thuốc chữa bệnh và uống hết, nhưng không ngờ vừa uống xong anh lại một lần nữa rơi vào trạng thái mê man và nhanh chóng ngủ quên. Bên cạnh đó, tổng quản thái giám vai phụ chất vấn quý phi đã làm gì với hoàng đế, nhưng quý phi không hề quan tâm đến anh ta và trực tiếp sai người vào. Hoàng đế được chuyển thành công đến cung của quý phi. Lúc này quý phi có thể nói là nắm giữ quyền lực tối cao để trả thù cho con trai lớn của mình. Lệnh đầu tiên cô đưa ra là yêu cầu người đi đầu độc hoàng hậu đã bị phế truất. Hoàng hậu vẫn kiêu ngạo và mạnh mẽ. Tên béo bóp miệng cô ấy và đổ cả chai thuốc độc vào xác của hoàng hậu bị kéo đến nhà thừa tướng. Khi thấy cháu gái của mình bị hại, thừa tướng tức giận vô cùng. Ông đến cung điện để tìm hoàng đế nhưng bị tên béo chặn lại bên ngoài, ông rút kiếm định xông vào. Vương phi bước ra và nói với ông rằng mọi chuyện với hoàng đế đều ổn, đang điều trị và bảo ông quay về. Thừa tướng không thể bị dễ dàng thuyết phục. Ông ta chuẩn bị xông vào nhưng quý phi liếc mắt. Quân cấm vệ tiến lên ngăn cản, thừa tướng bất đắc dĩ chỉ có thể quay về. Sau đó ông yêu cầu tướng Jin bắt giữ vị thái y đang chữa bệnh cho hoàng đế. Một nhóm người tụ tập tại điện của thái hậu hỏi thái y về tình hình của hoàng đế. Thái y nói rằng ông cũng không gặp hoàng đế mỗi ngày theo yêu cầu của quý phi pha chế thuốc, nhưng tất cả thuốc đều làm bệnh tình của hoàng đế trầm trọng hơn. Nghe lời này mọi người đều giật mình, cho rằng quý phi đang âm mưu hại hoàng đế để giành quyền lực. Lúc này người dưới trướng của đại thần đến báo cáo rằng quý phi đang triệu tập các tướng lĩnh quân đội. Điều này khiến cho thừa tướng và thái hậu càng tin chắc rằng quý phi đang chuẩn bị đoạt quyền. Họ không thể như lần trước mất đi cơ hội chủ động. Thừa tướng quyết định đêm nay sẽ dẫn người xông vào phòng ngủ của quý phi. Khi mọi chuyện vừa được sắp xếp xong, tướng Jin đã đến gặp quý phi. Sau vài câu trao đổi ngắn gọn, tướng Jin nhận ra rằng quý phi đang cố gắng dụ dỗ thừa tướng nổi loạn. Tuy nhiên sau khi quay trở lại, tướng Jin không thông báo sự thật cho thừa tướng. Anh đã mệt mỏi với lòng trung thành mù quáng và tính hiếu chiến của thừa tướng. Những điều này trực tiếp dẫn đến sự khốn khổ của người dân. Lúc này hoàng đế đã tỉnh lại và muốn trở về cung của mình. Quý phi nói với hoàng đế rằng tối nay thừa tướng sẽ đến giết cô và hoàng tử và cầu xin hoàng đế giúp đỡ. Hoàng đế hoàn toàn không tin rằng thừa tướng sẽ làm ra những việc phản nghịch như vậy. Nhưng dưới sự yêu cầu liên tục của quý phi, anh vẫn ở lại. Và ban đêm thái y đã lén mở cửa cho thừa tướng vào người của mình. Ngay sau đó thừa tướng dẫn người xông vào cung điện của quý phi. Quý phi ra mắng thừa tướng vì âm mưu phản loạn. Thừa tướng cầm kiếm định kết liễu quý phi nhưng hoàng đế xuất hiện và chứng kiến tất cả. Anh hỏi thừa tướng tại sao lại làm như vậy, thừa tướng không trả lời. Vẫn giữ kiếm muốn giết quý phi, vai phụ cũng ở phía sau xúi giục thừa tướng nhanh tay. Nhưng tướng Jin nói rằng làm như vậy sẽ thực sự trở thành phản loạn. Hoàng đế bước đến và lần nữa hỏi thừa tướng tại sao lại làm như vậy. Thừa tướng đành phải buông kiếm và cầu xin hoàng đế tự mình kết liễu mình. Sự ngu ngốc và bất cẩn của thừa tướng một lần nữa đã giúp quý phi. Quý phi ra lệnh giam giữ thừa tướng trong ngục lớn. Ngày hôm sau hoàng đế đến nhà giam, anh luôn ngưỡng mộ lòng trung thành của thừa tướng. Anh yêu cầu thừa tướng cúi đầu trước mặt quý phi, chỉ có như vậy anh mới có thể bảo toàn tính mạng cho thừa tướng. Hai ngày sau tại buổi triều chính, quý phi đứng ở giữa và tuyên bố sẽ xử tử thừa tướng vì tội âm mưu phản loạn. Ngay lúc này hoàng đế dẫn thừa tướng bước vào đại điện, tương tự anh cầu xin quý phi tha mạng cho thừa tướng. Người phụ nữ này đã ép đến mức cả hoàng đế cũng phải xin cô ấy. Hoàng đế nói với quý phi rằng thừa tướng đã đồng ý trung thành với cô, hãy tha cho anh ta đi.
nhưng Quý Phi lại nói cô không cần lòng trung thành của thừa tướng và yêu cầu hoàng đế phải lựa chọn giữa cô và thừa tướng. Được đẩy vào thế bí, hoàng đế nói hãy cả hai cùng rời đi, thà mất cả hai còn hơn phải chọn lựa. Nghe lời này, Quý Phi cuối cùng không còn giữ thái độ cứng rắn nữa, trở nên buồn bã. Thừa tướng trở về nơi ở và yêu cầu tướng Jin giúp mình hẹn gặp Quý Phi. Ông muốn tự tay giết Quý Phi. Khi tướng Jin tìm đến Quý Phi và chưa kịp mở lời, Quý Phi đã nói cùng một lời với tướng Jin, yêu cầu anh hẹn gặp thừa tướng để kết thúc cuộc chiến. Cuối cùng họ quyết định đặt một cuộc gặp ở đại điện. Vào buổi tối, thừa tướng một mình bước vào đại điện không nói quá nhiều, trực tiếp rút kiếm. Người của Quý Phi cũng xuất hiện từ xung quanh. Thừa tướng nhận ra mình đã rơi vào bẫy, nhưng với kinh nghiệm trận mạc dày dặn, ông không hề sợ hãi, chiến đấu một mình chống lại 10 kẻ địch lùi dần. Nhưng vào khoảnh khắc sắp thoát ra, một lưỡi dao đâm xuyên qua ông. Người đó là tướng Jin, người mà thừa tướng tin tưởng nhất. Tất cả những việc này đều vì hoàng đế và đất nước, nhưng trong niềm tin của ngài không có người dân. Lúc này hoàng đế cũng vừa kịp đến, anh ôm lấy thừa tướng và khóc nức nở. Đây là vị thần tử trung thành nhất với anh. Hoàng đế đã hồi phục tinh thần, nhìn về phía Quý Phi. Quý Phi tránh né ánh mắt của hoàng đế. Hoàng đế yêu cầu Quý Phi quỳ gối xin lỗi và mong được tha thứ, nhưng Quý Phi chỉ quỳ gối mà không chịu nhận tội. Cô cho rằng thừa tướng đã thực hiện chính sách độc tài và phải bị trừng phạt. Điều này hoàn toàn khiến hoàng đế tức giận. Anh yêu cầu Quý Phi đứng một mình suy ngẫm. Mặt khác, thái giám bên cạnh hoàng đế cũng không ngừng nói xấu Quý Phi. Cuối cùng hoàng đế quyết định đuổi Quý Phi khỏi cung và gửi cô đến chùa để ăn năn. Sáng hôm sau, tại buổi triều chính, những quan lại trung thành với Quý Phi chuẩn bị trình bày với hoàng đế về việc đón Quý Phi trở lại, nhưng trước khi họ kịp nói, thanh kiếm trong tay hoàng đế đã khiến họ sợ hãi. Anh yêu cầu tất cả mọi người quỳ xuống, không quan trọng họ trước đây thuộc phe thừa tướng hay Quý Phi, từ nay trong lòng và mắt họ chỉ được phép có mình hoàng đế. Nhìn thấy tất cả quan lại đều quỳ xuống, hoàng đế điên cuồng lại nghĩ rằng những kẻ này không có lòng trung thành, vung kiếm định chém. Lúc này thái hậu kịp thời đến ngăn chặn hoàng đế, và hoàng đế quay người yêu cầu cả thái hậu cũng phải quỳ xuống. Thái hậu vô cùng kinh ngạc, yêu cầu vai phụ nhanh chóng đưa hoàng đế trở lại. Sau sự cố này, thái hậu biết rằng bà không thể kiểm soát được hoàng đế, và kế hoạch thay đổi hoàng đế bắt đầu được thực hiện. Nhưng tất cả những điều này không thể thiếu sự tham gia của vai phụ. Lúc này vai phụ đã bắt đầu cho độc vào thuốc của hoàng đế. Loại thuốc này sẽ khiến hoàng đế nghiện và từ từ phá hủy nội tạng của anh. Vài ngày sau, tướng Jin đến gặp hoàng đế. Anh đưa cho hoàng đế một số cuốn sách, trong đó ghi chép kế hoạch của thừa tướng về việc thanh trừng các sắc tộc khác trên toàn quốc. Anh muốn nói với hoàng đế rằng Quý Phi loại bỏ thừa tướng thực sự là vì lợi ích của người dân. Hoàng đế đến chùa và thấy Quý Phi đang ăn năn, vai phụ bên cạnh lại nói với hoàng đế rằng trong thời gian này Quý Phi không hề ăn năn, vẫn còn trách móc hoàng đế. Hoàng đế quay lưng đi, sức khỏe của hoàng đế ngày càng sa sút. Anh lang thang trong cung đến nơi gặp lại Quý Phi. Ký ức đột ngột ùa về người phụ nữ đã cứu mạng anh, giúp anh lật đổ thừa tướng cũ, giành lại ngôi báu, dạy anh biết chữ và trở thành một vị hoàng đế anh không thể nào quên được. Đêm đó anh lại đến chùa, Quý Phi vẫn đang ăn năn. Anh lẻn vào và nghe thấy Quý Phi đang cầu nguyện cho hoàng đế, cầu cho anh trở thành một vị hoàng đế vĩ đại. Anh hiểu rằng Quý Phi không hề thay đổi, vẫn là người phụ nữ ngày xưa. Hoàng đế quyết định đón Quý Phi trở lại. Kim Hyun, con trai của thừa tướng cũ, anh ta dẫn người âm mưu ám sát hoàng đế và Quý Phi. Về phía hoàng đế, tình hình nhanh chóng trở nên bất lợi. Đúng lúc này một nhóm người mặt mũi che kín xuất hiện và cứu hoàng đế. Trong khi đó Quý Phi cũng cầm cung bắn tên hạ gục Kim Hyun. Sau khi kẻ phản loạn bị đánh lui, hoàng đế mới phát hiện ra người cứu họ là Wang Yu. Hoàng đế ban đầu chuẩn bị cưỡi ngựa rời đi, nhưng lại bất ngờ quay người lại, đi đến bên cạnh xác của Kim Hyun. Kim Hyun đã hết sức lực nhưng vẫn nắm lấy hoàng đế và nói: "Người con trai lớn trước đây của ngài là con của Wang Yu và Quý Phi, ngài thật đáng thương. Khi biết người tình của mình đã sinh con với người đàn ông khác, điều đầu tiên hoàng đế nghĩ đến là giúp người tình giấu giếm. Anh tìm đến thượng cung lắm mồm nhiều chuyện và giết chết bà ta. Sau đó trong lúc Quý Phi ngủ say, anh tự mình dẫn quân ngăn chặn Wang Yu. Những người trung thành nhất với Wang Yu đều đã chết trong trận chiến. Anh ta cầm dao hỏi hoàng đế tại sao muốn giết mình. Hoàng đế nói nếu anh không chết Quý Phi sẽ phải chết. Wang Yu lập tức hiểu ra vấn đề và yêu cầu hoàng đế giết mình. Hoàng đế không chút do dự đâm mạnh, khi có một người đàn ông yêu Quý Phi hơn mình, hoàng đế ghen tuông. Đêm đó Quý Phi cũng đến đây và thấy Wang Yu đã chết, cô khóc lóc thảm thiết. Nhưng cuốn vào cuộc chiến quyền lực tàn khốc này, không ai có thể quyết định số phận của mình. Ngày hôm sau khi từ bỏ mối tình sâu đậm nhất trên đời này, cuối cùng Quý Phi cũng leo lên vị trí hoàng hậu. Nhìn thấy mọi người cúi đầu trước mặt mình, nhìn thấy hoàng đế vẫn trân trọng cô, tất cả những cuộc đấu tranh trên con đường này dường như đều xứng đáng. Nhưng ở một nơi không xa lắm, cô dường như lại thấy hình ảnh của Wang Yu. Đã đến lúc phải chia tay, cô còn một trận chiến cuối cùng phải đấu. Khi biết Quý Phi trở thành hoàng hậu, thái hậu tức giận đến phát điên. Bà quyết tâm đẩy nhanh việc thay đổi hoàng đế. Người hoàng đế mới mà bà chọn là một họ hàng xa, người mê rượu và sắc dục. Mặt khác, thái giám vai phụ, người hợp tác với thái hậu, vẫn không ngừng cung cấp thuốc cho hoàng đế. Mặc dù nó giảm đau đầu, nhưng trí nhớ của hoàng đế ngày càng kém. Hoàng đế cũng nhận ra điều này, một ngày đau đầu dữ dội, anh cố ý làm đổ một cái bát và nắm giữ một mảnh vỡ trong tay. Sau khi uống xong thuốc do vai phụ đưa đến, để không chìm vào giấc ngủ, anh nắm chặt tay đến rỉ máu. Lúc này một người lính canh vào báo cáo rằng thái hậu mời ông đến để thảo luận về việc lập hoàng đế. Mới nghe lời này, hoàng đế cuối cùng biết rằng vai phụ là kẻ nội gián. Vai phụ không hề hay biết vẫn đang chế nhạo hoàng đế, ông đã bỏ độc vào thức ăn của hoàng đế, sau đó nói rằng đó là người bên cạnh hoàng hậu. Hoàng đế bỗng hiểu ra nhóm người này muốn loại bỏ hoàng hậu trước tiên. Để không khiến vai phụ nghi ngờ, hoàng đế vẫn tiếp tục uống thuốc mà vai phụ đưa đến, và sức khỏe anh ngày càng tệ hơn.
Cuối cùng một ngày nọ, hoàng đế nói với vai phụ rằng anh muốn nhường ngôi. Vai phụ cố tình đề xuất để hoàng hậu nắm quyền thay thế, nhưng hoàng đế lắc đầu nói hoàng hậu muốn hại mình để thái hậu lên thay. Vai phụ lại nói rằng trong triều đình có quá nhiều người của hoàng hậu, họ sẽ không đồng ý. Hoàng đế nói vậy thì ông sẽ loại bỏ họ trước. Vài ngày sau tại buổi triều chính, hoàng đế dựng lên một số lý do để miễn nhiệm tướng Jin, người vừa được thăng làm thừa tướng cùng một số quan trọng khác. Hoàng hậu nghĩ rằng hoàng đế lại cứng đầu như trước, đứng dậy rời đi. Sau khi triều chính kết thúc, hoàng đế gọi thái hậu đến và nói muốn ban hành chiếu chỉ thoái vị, hỏi thái hậu có ai được chọn để kế nhiệm mình không. Thái hậu nêu tên người họ hàng xa đó và hoàng đế cũng giải tỏa được nghi ngờ cuối cùng trong lòng. Người kế nhiệm chỉ là con rối của thái hậu mà thôi. Lúc này thái giám bất ngờ tìm đến hoàng hậu nói với cô rằng tất cả những gì hoàng đế làm đều vì hoàng hậu. Hóa ra sau khi biết mình bị đầu độc, hoàng đế đã yêu cầu thái giám điều tra tác dụng của thuốc. Sau khi điều tra, thái giám nói với hoàng đế rằng thuốc đã phá hủy hết các cơ quan nội tạng của hoàng đế. Khi biết được tất cả, hoàng hậu ngay lập tức đi tìm tướng Jin. Tướng Jin nói với hoàng hậu rằng hoàng đế đã ban cho anh một mật chỉ. Và vào buổi sáng hôm sau tại triều chính, hoàng đế sẽ dọn sạch mọi trở ngại cho hoàng hậu và thế tử. Ngày hôm sau, phe của thái hậu nghĩ rằng họ đã nắm chắc phần thắng. Họ chờ đợi hoàng đế công bố chiếu chỉ thoái vị, nhưng không ngờ hoàng đế cầm chiếu chỉ lên và đọc ra lại là bản tuyên ngôn trừng phạt những kẻ phản nghịch. Ngay sau đó, tướng Jin dẫn theo lính canh tiến vào, tất cả những kẻ phản nghịch có mặt tại đó đều bị giết. Thái hậu và vai phụ đứng dưới bục bị xét xử. Thái hậu vẫn trách móc hoàng đế bị một phụ nữ cao ly mê hoặc. Hoàng đế hỏi vai phụ tại sao phản bội mình. Vai phụ nói rằng ông không bao giờ phản bội, ông chỉ trung thành với tiền. Ông nói rằng hoàng hậu cũng giống họ, nếu anh không phải là hoàng đế, cô ấy làm sao nhìn ngó đến anh. Sự thật rằng người phụ nữ anh yêu có thể không yêu mình là điều hoàng đế không muốn đối mặt nhất. Anh đâm một nhát kiếm vào vai phụ. Sau buổi triều chính này, hoàng hậu gửi một bát thuốc độc đến cho thái hậu. Vài năm sau, triều Minh được thành lập, triều Nguyên bắt đầu rút lui về phía bắc. Tướng Jin chết trận, hoàng đế cũng qua đời trong vòng tay của hoàng hậu. Hoàng hậu ôm xác hoàng đế khóc không ngừng. Từ một cung nữ tiến lên làm hoàng hậu, từ việc sử dụng hoàng đế để trả thù đến việc sinh con cho hoàng đế, giữ vững ngai vàng cho anh, cô cũng yêu hoàng đế. Chỉ là có một người đàn ông đến trước anh, có những việc ngay cả khi mạnh mẽ như cô cũng không thể kiểm soát. Được rồi, bộ phim đến đây là kết thúc. Các bạn bỏ ra 3 giây đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nha. Cảm ơn các bạn đã đón xem kênh của chúng mình. Hẹn gặp lại mọi người trong bộ phim tiếp theo. Tập hôm nay đến đây là hết mất rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.